Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Chương 61, làm sao mà bỏ qua cho được. Lời nói của Diệp Huyên khiến bốn phía rơi vào tĩnh lặng. Không ai lại ngờ rằng hắn dám công khai bôi nhọ mặt Tùy Thanh, tình nhân trong mộng của vô số đàn ông đế đô, trước mặt bao người như vậy. Bất thình lình, bàn tay mặt Tùy Thanh nện xuống, biến chiếc bàn bên dưới trở thành vụn gỗ. Nàng ta nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Đôi mắt nhìn hắn chòng chọc, khóe miệng mỉm cười, ngươi có gan thì nói lại xem. Diệp Huyên kề sát vào mặt Tùy Thanh, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, không hề lảng tránh ánh mắt, nói, người như cô, ỷ vào dung mạo có mấy phần xinh đẹp mà không xem ai ra gì, không để ai vào mắt, thích đùa bỡn nam nhân khác, nhìn họ làm ra những điều ngu xuẩn chỉ vì một lời một tiếng của cô, có thấy vui không? Thứ cho ta nói thẳng, loại nữ nhân như cô có cởi sạch nằm ra, ông đây cũng không thèm đụng vào. Thấy nụ cười bên môi người đẹp đứng đầu chốn đế đô nhuộm màu lạnh lẽo, ai cũng biết nàng ta đã nổi giận rồi. Sau đó, mặt Tùy Thanh ra tay, lòng bàn tay xoay ra ngoài, một dòng khí cuồn cuộn phụt ra, dữ dội như gió lốc. Ngự khí cảnh. Sự xuất hiện của dòng khí kia biến những chiếc bàn xung quanh thành bột vụn ngay lập tức, chứng tỏ vũ khí này không phải hạng xoàng, nhưng Diệp Huyên không những không lùi lại dù chỉ một bước mà còn vung nắm đấm nghênh chiến. Duỳnh. Quyền vừa ra, dòng khí đứt đoạn, gió lốc chấn động bốn phía khiến hai người đều phải lui lại mấy thước. Cũng có chút bản lĩnh, mặt Tùy Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Huyên rồi vươn tay phải ra. Đúng lúc ấy, Hàn Hương Mộng xuất hiện trước mặt mặt Tùy Thanh, khiến nàng ta thấp giọng bảo, Hương Mộng, tránh ra. Hàn Hương Mộng cũng hạ giọng, Tùy Thanh, ngươi nể mặt ta bỏ qua chuyện này đi, được không? Bỏ qua ư? Mặt Tùy Thanh cười khỉnh, hắn nhục mà ta như vậy, ngươi lại bảo ta bỏ qua ư? Hàn Hương Mộng kéo tay nàng ta lại, nghe ta khuyên lần này đi. Mặt Tùy Thanh khẽ cau mày, Hương Mộng, tên này có lai lịch thế nào mà ngươi lại kiêng dè đến vậy? Hàn Hương Mộng toan giải thích thì Đại Hoàng Tử và Lục Tiêu Nhiên đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, trái tim Lục Tiêu Nhiên trầm xuống. Thấy hai cô gái đang đứng, Đại Hoàng Tử đi đến, mỉm cười với mặt Tùy Thanh, có chuyện gì mà lại khiến mặt cô nương tức giận như vậy? Mặt Tùy Thanh bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Diệp Huyên, Khương Niệm Sinh, người này là do ngươi mời đến, đúng không? Khương Niệm Sinh cũng nhìn sang, gật đầu, có hiểu lầm gì sao, mặt cô nương? Hiểu lầm. Mặt Tùy Thanh nhếch mép cười, ngồi xuống, Khương Niệm Sinh, người này vũ nhục ta trước mắt bao người, ngươi lại nói chỉ là hiểu lầm. Chẳng lẽ hắn là bạn của ngươi? Bạn. Lục Tiêu Nhiên dùng mình. Ông ta nhìn sang Đại Hoàng Tử. Biết rằng lựa chọn của hắn ta sẽ quyết định khả năng lôi kéo được Diệp Huyên. Sao Đại Hoàng Tử lại là bạn của người này được? Bỗng có người lên tiếng, người này nói năng càn rỡ, công khai bôi nhọ mặt cô nương, nên giết để làm gương mới phải. Đúng vậy, hàng thô bỉ này không có tư cách ngồi cùng chúng ta. Đại Hoàng Tử, ngày mau sai người tống cổ hắn đi, đỡ bẩn mắt mặt cô nương. Sau một hồi trầm ngâm, Đại Hoàng Tử lắc đầu, ta không quen biết. Cũng chưa từng mời người này đến. Tuy đã đoán trước được kết quả nhưng những lời này của Đại Hoàng Tử cũng khiến Lục Tiêu Nhiên thầm thở dài. Từ việc Diệp Huyên chọc giận nhiều người đến thế lực nhà họ mặt sau lưng mặt Tùy Thanh, Đại Hoàng Tử căn bản không thể đứng chung thuyền với Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe vậy thì mặt không biến sắc, chỉ nắm tay Diệp Liên thật chặt. Có người lên tiếng chế nhạo, thì ra là lẻn vào, chẳng trách sao lại ăn như chết đói. Thiệt tình. Bọn hạ nhân này làm cái gì mà lại để thứ người này trà trộn vào vậy? Lục Tiêu Nhiên đứng dậy, ôm quyền với bốn phía, tại hạ Lục Tiêu Nhiên, thành chủ Thiên Sơn Thành. Vị tiểu hữu này do ta mang đến, khiến các vị mất hứng, ta thay mặt xin lỗi chư vị vậy. Rồi quay sang cười khổ với Diệp Huyên, thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, thật sự xin lỗi, Diệp Huyên tiểu hữu. Diệp Huyên lắc đầu, không liên quan đến ông. Lục Tiêu Nhiên gật đầu. Khi quay lại thì thấy Đại Hoàng Tử Khương Niệm Sinh đang nhìn ông ta chằm chằm, Lục lão, ông có biết ông đang làm gì không? Đã quấy rầy Đại Hoàng Tử rồi. Lục Tiêu Nhiên cười cười đáp lại rồi nói với Diệp Huyên, tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Ông ta hiển nhiên đã lựa chọn Diệp Huyên. Những người khác đều trưng ra vẻ mặt khó tin, nhất là Đại Hoàng Tử. Hắn ta không ngờ Lục Tiêu Nhiên sẽ công khai chọn Diệp Huyên trước mặt nhiều người như vậy, đồng thời cũng thầm kinh hãi. Không biết thân phận của hắn rốt cuộc ra sao. Diệp Huyên gật đầu đáp lại rồi dắt Diệp Liên đi theo sau Lục Tiêu Nhiên.
Không ngờ giọng nói lạnh nhạt của Mạc Tùy Thanh lại vang lên, sao, muốn rời khỏi đây à? Lục Tiêu Nhiên thoáng trầm ngâm, đi đến trước mặt nàng ta, Mạc cô nương, chuyện lúc trước có lẽ chỉ là hiểu lầm. Xin cô nương nể mặt lão hủ bỏ qua chuyện này có được không? Mạc Tùy Thanh lạnh lùng đáp, được thôi, chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi ta. Chân mày Lục Tiêu Nhiên cau lại. Hàn Hương Mộng bỗng bước lên thi lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử, chuyện này tuy không phải do ta nhưng lại vì ta mà xảy ra, thật xin lỗi. Hương Mộng. Mạc Tùy Thanh giận dữ gắt lên, rốt cuộc ngươi theo ai hả? Hàn Hương Mộng nhìn nàng ta, Tùy Thanh, nếu ngươi còn xem ta là bạn thì hãy bỏ qua chuyện này, nhé. Sắc mặt Mạc Tùy Thanh có chút khó coi. Làm sao mà bỏ qua cho được? Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên. Chương 62, Diệp Huynh, có thể rời bước trò chuyện không? Một người thanh niên đi lên từ thang lầu, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tuổi tác hắn ta tầm 18, 19, vóc dáng khôi ngô, tóc húi ngắn, mặt mày dữ tợn. Thương Kỳ. Có người kêu lên, chính là thiên tài nhà họ Thương, nghe nói đã được học viện Thương Mộc đặc cách nhận trước. Nhận trước. Rất nhiều người cần vượt qua khảo hạch để có thể vào được học viện Thương Mộc. Nhưng cũng có những người không cần khảo hạch cũng được nhận vào vì chỗ đặc biệt nào đó của riêng họ. Năm nay chỉ có 5 người như thế. Thương Kỳ chính là một trong số đó. Tương tự, việc hắn ta theo đuổi Mạc Tùy Thanh là chuyện cả đế đô đều biết. Thương Kỳ chắn trước người Mạc Tùy Thanh, lạnh lùng liếc xéo Diệp Huyên, Tùy Thanh, để ta giúp nàng rửa mối nhục này. Mạc Tùy Thanh nhíu mày, Thương Kỳ, việc này không liên quan đến ngươi. Hắn làm nhục nàng chính là làm nhục ta. Thương Kỳ vẫn kiên quyết, sau đó hằn học gằn lên với Diệp Huyên, thứ chó má như ngươi cũng dám bôi nhọ Tùy Thanh. Hôm nay ông đây phải nghiền xương ngươi thành cho. Lời vừa dứt, hắn ta đã lao về phía Diệp Huyên dữ tợn như một con hổ vồ mồi. Người còn chưa đến, khí thế đã ập đến. Tay phải Diệp Huyên nắm lại. Khí thế kia biến mất trong chớp mắt, một khắc sau, nắm đấm của Diệp Huyên và Thương Kỳ đồng thời nện vào ngực đối phương. Thịch thịch thịch. Diệp Huyên bị đẩy lùi về sau một đoạn, Thương Kỳ lại phải lui về tận 10 thước, chỉ dừng lại khi va vào tường. Kết quả này khiến những người có mặt đều sững sờ. Vẻ khiếp sợ lan vào đôi mắt đang dần nheo lại của Khương Niệm Sinh, Mạc Tùy Thanh cũng không khỏi cau mày sâu thêm. Bọn họ đều biết điểm đặc biệt của Thương Kỳ nằm ở thân thể mạnh mẽ siêu việt. Trong cùng một cảnh giới, ít ai có thể đấu tay đôi với hắn ta về sức mạnh thể xác. Vậy mà hắn ta lại rơi vào thế hạ phong. Thương Kỳ chố mắt, sao ngươi có thể? Diệp Huyên không tỏ vẻ gì. Bàn về sức mạnh thể xác, hắn trước giờ chưa ngán ai cả. Hơn nữa hiện giờ hắn đã tu được cảnh giới ẩn là kim thân cảnh, giáp lá cả với yêu thú hắn còn chẳng sợ chứ đừng nói chi người. Ông đây không tin. Thương Kỳ gầm lên rồi lại nhào vào Diệp Huyên. Lần này Diệp Huyên khẽ nhích người, nhảy ngay đến trước mặt hắn ta. Hai nắm đấm lại nện vào nhau. Dình. Giắc. Âm thanh giòn tan vang lên khi những khớp xương trong tay phải Thương Kỳ gãy nát. Hắn ta bay vụt đi như một ngôi sao băng, đâm sầm vào vách tường khiến nó rung lên bần bật rồi rơi xuống, giãy giụa một cái rồi bất động. Sau khi lạnh lùng liếc nhìn bốn phía một lượt, Diệp Huyên dắt lấy tay Diệp Liên, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Giọng nói của đại hoàng tử Khương Niệm Sinh bỗng vang lên. Hắn ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huynh. Tại hạ đã hỏi thăm chuyện ban nãy. Ngươi quả thật đã bôi nhọ Mạt cô nương, xin hãy xin lỗi nàng ấy. Đại hoàng tử nhân nghĩa. Một số người có mặt thi lễ với Khương Niệm Sinh, xin đại hoàng tử lấy lại công bằng. Người này ỷ thế hiếp người, vũ nhục Mạt cô nương, tội không thể tha. Xin đại hoàng tử hạ lệnh bắt giam. Khương Niệm Sinh ôm quyền với họ, chư vị hãy yên tâm, lẽ phải tại đây, ta tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Mạt cô nương. Đoàn lại nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, nếu ngươi không xin lỗi thì bổn điện hạ e rằng ngươi sẽ không thể rời khỏi tiên khách lâu. Diệp Huyên nhếch mép cười, đại hoàng tử điện hạ thật lắm thủ đoạn lôi kéo lòng người, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Khương Niệm Sinh nhàn nhạt đáp, quỳ xuống xin lỗi, cho chúng ta thấy thành ý của ngươi. Lời vừa dứt, một nhóm thị vệ vác trường thương đã xuất hiện từ bốn phía, tên nào tên nấy đều là tinh binh ngàn người có một. Quỳ xuống xin lỗi. Khóe môi Diệp Huyên nhếch lên, quay lại nói với Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, Hàn cô nương, làm phiền hai vị trông chừng em gái ta một lúc.
Sở dĩ nhờ và Hàn Hương Mộng vì thêm một tầng bảo đảm thì Diệp Liên sẽ càng được an toàn. Lục Tiêu Nhiên do dự một chút rồi gật đầu, Hàn Hương Mộng chỉ thấp giọng thở dài, không lên tiếng. Lúc này, Diệp Huyên mới đối mặt với đám người Khương Niệm Sinh, thấy đôi mắt đại hoàng tử nheo lại, ngươi tự tiện xông vào tiên khách lâu, công khai bôi nhỏ mặt cô nương, đả thương người khác, tội không thể tha, lập tức giết để răn đe. Những thị vệ kia xông về phía Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, một chuỗi tiếng bước chân bỗng vang lên từ thang lầu. Một khắc sau, tất cả đều ngây dại khi nhìn thấy người con gái đứng đó trong trang phục trắng như tuyết, tựa như cửu thiên thần nữ giáng trần. An Lan Tú. Thấy nàng ta đến, nhóm thị vệ cuống quýt quỳ một gối. Những người còn lại khom lưng thật sâu, đồng thanh nói tham kiến An Quốc Sĩ. Ngay cả đại hoàng tử Khương Niệm Sinh cũng vội vàng thi lễ. Mạt Tùy Thanh với gò má xanh mét cũng đứng lên khẽ hành lễ, Mạt Tùy Thanh của nhà họ Mạt, tham kiến An Quốc Sĩ. An Lan Tú gật đầu. Trước cặp mắt của bao người, nàng ta đi đến quan sát Diệp Huyên một hồi rồi thốt lên với vẻ ngạc nhiên chiến. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi nàng ta, chỉ mới bấy lâu không gặp mà đã đạt đến trình độ này, người khiến ta phải ngạc nhiên đấy. Diệp Huynh, có thể rời bước trò chuyện không? Diệp Huynh. Hai chữ này khiến những người khác ngây ra như phỗng. Chương 63, nổi giận rồi. Diệp Huynh. Lúc này, tất cả mọi người đang có mặt thật sự khiếp sợ rồi. Ở đế đô có bao nhiêu người có thể được An Lan Tú gọi là Huynh chứ? Có lẽ có, nhưng chắc chắn là hiếm như lá mùa thu. Với người có cấp bậc như An Lan Tú, người có thể khiến nàng ta sẵn lòng cư xử ngang hàng có thể là người bình thường ư. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huynh. Lúc này, trong mắt bọn họ nhiều hơn là sự tò mò. Dù là Mạt Tùy Thanh cũng hơi ngạc nhiên. Nàng ta có biết một chút về An Lan Tú, ở cả đế đô, e rằng người được An Lan Tú coi trọng còn chưa đủ số một bàn tay. Thiếu niên trước mắt này có tài cán gì? Vẻ mặt của đại hoàng tử Khương Niệm Sinh ở một bên cực kỳ khó coi. Lúc này, hắn ta biết có lẽ mình cược sai rồi. Diệp Huyên đứng trước mặt An Lan Tú cười khẽ, được. Đúng lúc này, một thanh niên đột nhiên đi tới trước mặt An Lan Tú, cúi người thật thấp, An Quốc Sĩ, trước đó người này sỉ nhục Mạt cô nương, đồng thời ngang nhiên đánh người ở đây, người này đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Xin An Quốc Sĩ xét xử công bằng. An Lan Tú nhìn thoáng qua nam nhân nói chuyện, ngươi là ai? Nghe vậy, nam nhân thầm thấy vui vẻ, gã chắp tay, tại hạ Lý Phương của nhà họ Lý, bái kiến An Quốc Sĩ. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên không nói gì, Diệp Liên nhìn mà sốt ruột, vội giải thích An tỷ tỷ, là bọn họ ức hiếp người khác. Nói xong, cô bé nhanh chóng kể loại chuyện khi nãy. Một lát sau, An Lan Tú quay đầu nhìn về phía Mạt Tùy Thanh ở bên cạnh, sắc mặt nàng ta hơi thay đổi. Nhà họ Mạt mạnh thật, nhưng người trước mặt, đừng nói nhà họ Mạt, dù là thế lực lớn mạnh như Học viện Thương Mộc và Túy Tiên Lâu cũng không dám tùy tiện đắc tội. An Lan Tú không nhìn nữa, Mạt cô nương, nhà họ Mạt là gia tộc lớn, cô là người đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Mạt, từng lời nói từng hành động của cô đều đại diện cho nhà họ Mạt. Sau này đừng làm ra những chuyện ngây thơ như vậy nữa thì tốt hơn, cô thấy thế nào? Sắc mặt Mạt Tùy Thanh hơi khó coi, không trả lời. An Lan Tú nhìn thẳng vào nàng ta, không trả lời là vì trong lòng oán trách, không phục à? Sau câu này... Một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên lan tràn ra từ trong người An Lan Tú, chớp mắt một cái, Mạt Tùy Thanh ở phía xa như bị núi lớn đè lên, người cứ thế khuỵu xuống, chẳng những thế, hai chân nàng ta cũng bị đè đến mức dần cong lại. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức thay đổi. Đây là nổi giận rồi. Lúc này, mọi người xung quanh không ai dám nói chuyện giúp Mạt Tùy Thanh. Cuối cùng Mạt Tùy Thanh quỳ xuống đất trong ánh nhìn của mọi người. Nhưng nàng ta vẫn siết chặt hai tay, vẻ mặt rất dữ tợn. Nàng ta cũng là con cưng của trời, đã bao giờ bị người ta đối xử như vậy đâu. Đúng lúc này, một ông già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, ông ta vội vàng cúi người thật thấp với An Lan Tú, An Quốc Sĩ, tiểu thư nhà ta còn nhỏ không hiểu chuyện, đắc tội với cô, mong An Quốc Sĩ nể tình lão gia chủ tha cho tiểu thư lần này, vô cùng cảm ơn. An Lan Tú thu hồi ý cảnh của mình. Còn Mạt Tùy Thanh thì lập tức tê liệt ngã xuống đất. An Lan Tú nhìn thoáng qua Mạt Tùy Thanh, nhẹ giọng nói, về nói với gia chủ Mạt, Diệp Huynh là bạn của ta, nhà họ Mạt có gì không hài lòng với chuyện ta làm hôm nay cứ đến tìm ta, nếu để ta biết nhà họ Mạt vì thù hận ta mà trả thù hai huynh đệ Diệp Huynh,
An Lan Tú ta nhất định sẽ đến nhà họ Mạt, đòi lại công bằng cho hai người họ. Ông lão vội gật đầu, sau đó dẫn theo Mạt Tùy Thanh ở bên cạnh bỏ đi. An Lan Tú xoay người nhìn về phía đại hoàng tử, sắc mặt hắn ta hơi thay đổi. An Lan Tú nhẹ giọng nói, đại hoàng tử cũng biết đấy, Khương quốc xuất hiện một nhân tài cũng không dễ dàng. Hôm nay ngươi vì lợi ích bản thân mà chèn ép nhân tài nước ta, hành động này thật sự quá nông cạn, quá ngu xuẩn. Vẻ mặt Khương Niệm Sinh khá khó coi, nhưng lại không dám đáp lời. Người trước mắt, dù là phụ hoàng của hắn ta cũng phải cư xử lễ độ. Người khác không biết ý nghĩa của An Lan Tú với Khương quốc, nhưng hắn ta là người của hoàng thất, hắn ta hiểu rõ nhất. Có thể nói hoàng thất và vô số thế gia của Khương quốc thà hy sinh hắn ta cũng chắc chắn sẽ không đắc tội với An Lan Tú. Vì Khương quốc bây giờ chỉ có An Lan Tú có thể trấn áp thiên tài yêu nghiệt của các nước xung quanh thôi, cũng vì có nàng ta, các nước xung quanh mới kiêng dè Khương quốc, không dám tùy tiện xâm phạm. An Lan Tú chậm rãi nhắm mắt lại, tự từ chức chiêu đãi học viên mới, trong vòng 5 năm, không được nhậm chức này nữa. Đại hoàng tử cúi người thật sâu, sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng lúc đi, hắn ta còn nhìn Diệp Huyên một cái. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp huynh, mời. Diệp Huyên nắm tay Diệp Liên, có thể dẫn muội muội ta theo không? An Lan Tú cười nói, đương nhiên. Cứ thế, An Lan Tú và hai huynh muội Diệp Huyên rời đi trong ánh mắt của mọi người. Mà trong đại sảnh, một lúc lâu mọi người vẫn không nói gì. Lúc này đã là buổi tối, ba người sóng vai cất bước trên đường phố yên tĩnh. An Lan Tú nhẹ giọng nói, không ngờ ngày đó từ biệt, Diệp Huynh đã kiếm tâm sáng tỏ, đồng thời còn lĩnh ngộ chiến ý. Diệp Huynh bây giờ có thể nói là tông sư võ đạo chân chính rồi. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, vì sao cô có thể nhìn thấu tất cả của ta? Vấn đề này khi ở Thanh Thành hắn đã hỏi rồi. An Lan Tú cười khẽ, đôi mắt của ta khá đặc biệt, có thể nhìn thấy bản chất. Thấy An Lan Tú không nói nhiều, Diệp Huyên cũng không hỏi thêm nữa. An Lan Tú dừng bước, nàng ta đứng ở chỗ đối diện Diệp Huyên, người tấn công kỵ binh giáp đen của Đường quốc. Đồng thời có can đảm một mình ngăn chặn mấy nghìn kỵ binh giáp đen ở lưỡng giới thành là huynh đúng không? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, vì sao cô biết? An Lan Tú cười nói, cựu công chúa là bạn thân của ta. Nàng nói với ta chuyện hôm đó, thiếu niên áo xanh, còn dẫn theo một muội muội, ta tin chắc là huynh. Diệp Liên ở bên cạnh Diệp Huyên nở nụ cười ngọt ngào, ôm chặt cánh tay hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 64, Nam Nhi tốt nên như thế. An Lan Tú chậm rãi đi tiếp, Diệp Huynh, người đế đô lòng giả khó dò, ai cũng chỉ nhìn vào lợi ích, còn quốc gia đại sự thì có bao nhiêu người để ý đâu. Người trong đại sảnh hôm nay, dù là ai đối mặt với chuyện của lưỡng giới thành ngày đó, e rằng cũng sẽ không có ai đứng ra như Diệp Huynh. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, An cô nương rất để ý đến Khương quốc nhỉ. An Lan Tú cười nói, có nước, mới có nhà mới có người. Cái ta quan tâm cũng không phải hoàng thất Khương quốc, mà là quốc gia này, huynh hiểu chứ? Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu, hiểu rõ. Thật ra điểm này hắn và An Lan Tú có suy nghĩ giống nhau. Diệp Huyên hắn là một người ích kỷ, nhưng nếu quốc gia gặp nạn, hắn cũng sẽ đứng ra. Giống như An Lan Tú vậy, hắn không cống hiến cho hoàng thất Khương quốc, điều hắn để tâm là Khương quốc. An Lan Tú chậm rãi đi về phía trước, còn Diệp Huyên và muội muội thì theo sau. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo cộng trumtruien.vn cộng. Dưới ánh trăng, An Lan Tú mặc đồ trắng như tuyết, thật sự giống như thần nữ trên trời giáng xuống trần. Một cô gái rất xinh đẹp. Lúc này, An Lan Tú lại nói, Diệp Huynh, người đế đô lòng giả khó dò, Huynh là kiếm tu, tính tình khá thẳng thắn, mọi chuyện ở đế đô vẫn cần cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua An Lan Tú, cảm ơn. Nói xong. Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp, có thể đấu một trận không? Đấu. Bây giờ điều hắn ao ước nhất là đấu một trận với người khác, vì cái bóng trong tháp giới ngục đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hắn cảm thấy hơi mơ hồ, không biết rốt cuộc thực lực của mình đã đến mức độ nào. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, An Lan Tú quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười. Nụ cười này khiến đất trời như mất đi màu sắc, dù là Diệp Huyên cũng hơi ngơ ngác. Nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần. Diệp Liên ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, tỷ đẹp thật.
An Lan Tú nhẹ nhàng sờ đầu Diệp Liên, cái gọi là khuôn mặt xinh đẹp chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, sự mạnh mẽ và tốt đẹp của con người đều ở trái tim. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, đợi sau khi huynh lên ngự khí cảnh, chúng ta lại đấu một trận, thấy sao? Ngự khí cảnh. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. An Lan Tú dừng bước, Diệp Huyên, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Diệp Huyên chắp tay với An Lan Tú, An cô nương, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên xoay người rời đi. Diệp Liên hoạt bát vẫy tay với An Lan Tú, rõ ràng là cô bé rất thích An Lan Tú. An Lan Tú nhìn hai huynh đệ Diệp Huyên biến mất ở quỹ đường, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Mà không biết có một ông lão xuất hiện bên cạnh nàng ta từ lúc nào. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, tiểu thư. Cô càng tiếp cận hắn, rất có thể hắn sẽ gặp phiền phức càng lớn hơn. An Lan Tú nhẹ giọng nói, Linh lão, ông đi nói với bọn họ, ai dám vì ta mà đi gây chuyện với hai huynh muội họ, chắc chắn ta sẽ không tha cho kẻ đó. Linh lão cười khổ, tiểu thư, cô không đến gần hắn chẳng phải là được rồi sao? An Lan Tú nhẹ giọng nói, ông cảm thấy hắn không xứng kết bạn với ta ư. Linh lão lắc đầu, người này còn nhỏ tuổi đã lĩnh ngộ chiến ý, kiếm tâm sáng tỏ. Thiên phú và cơ duyên này đã rất hiếm có, nếu tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường với hắn, hắn cũng miễn cưỡng có tư cách này, nhưng nếu... Nói đến đây, ông ấy im lặng, vì ông ấy phát hiện tiểu thư của mình đối xử với thiếu niên kia hơi đặc biệt. Đây không phải là một chuyện tốt. An Lan Tú cười khẽ, Linh lão, ông sợ ta thích hắn, đúng không? Linh lão cười khổ, tiểu thư của mình thật thẳng thắn quá. Không thể uyển chuyển hàm xúc một chút sao? An Lan Tú quay đầu nhìn về nơi hai huynh đệ Diệp Huyên biến mất, gặp người nọ ở Thanh Thành, tình cảm của hắn với muội muội khiến ta khá tán thưởng, mà sau chuyện ở Lưỡng Giới Thành, cảm xúc của ta với hắn đã không chỉ là tán thưởng nữa. Nói xong, nàng ta thu hồi tầm mắt, cười khẽ, nam nhi tốt nên như thế. Nghe vậy, Linh lão lập tức xa sầm mặt. Còn An Lan Tú thì đã đi xa. Linh lão đứng tại chỗ khẽ thở dài, tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng có suy nghĩ không đứng đắn gì. Nếu không ngươi sẽ sống rất khổ cực, thậm chí là rất thê thảm đấy. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của tiểu thư mình hơn ông ấy, muốn ở bên tiểu thư, thân phận, thực lực, thiên phú, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Mà ông ấy đã điều tra rõ ràng về Diệp Huyên, thật sự chỉ là một kẻ bị vứt bỏ của thế giới nho nhỏ thôi. Chỉ với thân phận, hai người đã cách xa nhau 108.000 dặm rồi. Một lát sau, Linh lão thở dài, đi theo. Cuối con đường, Diệp Huyên cõng Diệp Liên bước chậm về phía xa. Ca ca, An tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ca ca, huynh có thích An tỷ tỷ không? Ca ca, hay là huynh cưới An tỷ tỷ làm vợ đi, muội cảm thấy An tỷ tỷ và huynh rất xứng đôi. Ca ca của muội cái gì cũng không có, để người ta uống gió Tây Bắc cùng mình sao? Vậy huynh có thích tỷ ấy không? Huynh chỉ muốn muội mãi mãi bình an. Ca ca, sau này muội muốn ở bên huynh cả đời. Ngu ngốc, muội còn phải lập gia đình nữa. Không lấy chồng không lấy chồng. Vì sao? Vì muội sẽ không gặp được người tốt với muội hơn huynh. Chương 65, Học viện Thương Mộc. Diệp Huyên cõng muội muội trở về phủ đệ, vừa đến nơi thì Diệp Liên đã ngủ. Sau khi đặt cô bé xuống giường, Diệp Liên lại co người run lẩy bẩy. Diệp Huyên sợ hãi. Hắn vội đắp thêm chăn cho cô bé, nhưng Diệp Liên vẫn rất lạnh. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi hoảng hốt, như nhớ đến điều gì đó, hắn nhanh chóng lấy thiên hỏa noãn ngọc treo trên cổ Diệp Liên ra, khi nhìn thấy thiên hỏa noãn ngọc, hắn sửng sốt. Lúc này bên trên miếng ngọc đó có một tầng băng mỏng. Tiền bối. Diệp Huyên vội la lên trong lòng, tiền bối, chuyện này. Đưa ngọc kia vào đây. Giọng nói của cô gái bí ẩn đột nhiên vang lên. Diệp Huyên vội đưa thiên hỏa noãn ngọc vào trong tháp giới ngục, một lát sau, thiên hỏa noãn ngọc xuất hiện trong tay hắn một lần nữa, mà lúc này, nó đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Diệp Huyên lập tức đeo lên cổ Diệp Liên, dần dần, sắc mặt Diệp Liên mới dễ nhìn hơn một chút. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyên mới yên tâm hơn. Mà lúc này, cô gái bí ẩn nói, linh lực của miếng ngọc này đã biến mất 99% so với ban đầu, nhiều nhất chỉ duy trì được khoảng một ngày. Sau đó, nó sẽ biến thành một hòn đá vô dụng, người mau chóng tính toán đi. Hòn đá vô dụng. Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề,
Nếu thiên hỏa noãn ngọc này mất đi hiệu lực thì muội muội nên chịu đựng hàn khí này thế nào đây? Một lát sau, Diệp Huyên ra khỏi phòng. Hắn đứng trước cửa nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, hai tay siết chặt lại. Ngày mai sẽ là ngày tuyển sinh của Học viện Thương Mộc. Học viện Thương Mộc. Một khi hắn gia nhập Học viện Thương Mộc, học viện lớn nhất Khương quốc này, hắn sẽ có thể nhờ người chữa bệnh cho muội muội. Mà muội muội cũng không cần phải chịu đựng nỗi khổ ốm đau nữa. Đúng lúc này, Lục Tiêu Nhiên đi vào trạch viện. Ông ta cười khổ, Diệp Tiểu Hữu, xin lỗi vì chuyện tối nay. Diệp Huyên lắc đầu, không liên quan đến Lục tiền bối. Lục Tiêu Nhiên nói khẽ, vốn dĩ ta khá xem trọng đại hoàng tử, nhưng chuyện hôm nay khiến ta phát hiện hắn ta cũng không như mình tưởng tượng, hầy, mấy con cháu hoàng gia này thật biết giả vờ. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, Lục tiền bối, đừng trách ta nói thẳng. Bây giờ ông chọn phe còn quá sớm, hơn nữa, e rằng vị bên trên cũng không muốn nhìn thấy. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, đương nhiên ta hiểu những điều này, nhưng bây giờ nếu không chọn phe, sau này e rằng đã không còn kịp nữa. Diệp Huyên lắc đầu, ta xin nói thẳng, Lục tiền bối chỉ cần cống hiến cho bệ hạ bây giờ là được, chỉ cần bệ hạ chưa chết, Lục tiền bối và nhà họ Lục cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lục Tiêu Nhiên gật đầu, ta cũng nghĩ thế, cuộc chiến tranh giành thái tử này. Nhà họ Lục của ta không muốn xen vào nữa. Diệp Huyên gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên cười nói, Tiểu Hữu, ngày mai là ngày chiêu sinh của Học viện Thương Mộc, lúc đó nhi tử nghịch ngợm của ta ở trong học viện phải nhờ Tiểu Hữu quan tâm rồi. Diệp Huyên cười nói, Lục tiền bối, ta vẫn chưa chắc có thể gia nhập Học viện Thương Mộc đâu. Lục Tiêu Nhiên hơi lắc đầu, nếu Học viện Thương Mộc không nhận cậu sẽ là tổn thất lớn nhất của bọn họ. Diệp Huyên cười, không nói gì. Sau khi Lục Tiêu Nhiên rời đi, Diệp Huyên trở về tháp giới ngục. Mà vừa quay lại tháp giới ngục, hắn phát hiện lầu trên như có tiếng động. Rất nhẹ, nhưng hắn thật sự nghe thấy. Diệp Huyên hỏi với giọng điệu nặng nề, tiền bối, đó là... Cô gái bí ẩn nói, ngươi cảm thấy nó là gì? Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, tầng thứ hai rốt cuộc có nhân vật gì thế? Sau khi im lặng một lát, cô gái bí ẩn đáp, không phải một kẻ lương thiện, nói chung sau khi vào học viện, ngươi phải nghĩ cách tìm linh kiếm nâng cao cảnh giới của mình, tất cả đều phải tăng tốc. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ tháp giới ngục khiến hắn khó mà yên tâm, phải nói là lúc nào cũng hơi thấp thỏm. Vì bản thân hắn cũng cảm thấy tồn tại ở tầng thứ hai không phải kẻ tốt lành gì. Không có căn cứ gì, chỉ là một loại cảm giác, mà cảm giác này là tháp giới ngục mang đến cho hắn. Phải nói là sự cảnh cáo của tháp giới ngục với hắn. Như cô gái bí ẩn nói, hắn phải tăng tốc. Đương nhiên việc cấp bách của hắn bây giờ là gia nhập Học viện Thương Mộc. Một ngày trôi qua. Sáng sớm, mặt trời đỏ từ từ mọc lên từ phía chân trời. Diệp Huyên dắt muội muội Diệp Liên đi ra khỏi cổng lớn của phủ đệ, Lục Tiêu Nhiên và nhóc béo Lục Minh đứng đợi ở bên ngoài. Lục Tiêu Nhiên quan sát Diệp Huyên, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu mây trắng, hắn vốn dĩ đã rất tuấn tú, bây giờ ăn diện một chút. Thật sự có thể nói là cực kỳ tao nhã, nếu đeo một thanh kiếm bên hông, khoe ra thân phận kiếm tu, e rằng sẽ khiến không ít thiếu nữ của đế đô si mê điên đảo. Diệp Liên cũng thay một bộ váy màu xanh sẫm, sau đầu cô bé thắt một cái bím tóc thật dài, dù tuổi khá nhỏ nhưng ai cũng có thể nhìn ra đây là một cô bé xinh đẹp, qua mấy năm nữa chắc chắn sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của hai huynh muội, trong lòng Lục Tiêu Nhiên càng khẳng định chắc chắn lai lịch của hai huynh muội này không đơn giản. Lục Tiêu Nhiên ngưng suy nghĩ, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó kéo Diệp Liên theo sau cha con Lục Tiêu Nhiên đi về phía xa. Chỗ của bọn họ cách Học viện Thương Mộc không xa, vì vậy nên bọn họ chọn đi bộ. Đế đô hôm nay có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, Học viện Thương Mộc chiêu sinh là chuyện lớn nhất đế đô, ở cả Khương quốc này muốn nổi bật hơn người nhanh nhất, cách tốt nhất là vào Học viện Thương Mộc. Vừa vào Học viện Thương Mộc có thể nói là cá chép hóa rồng, vì vậy mỗi khi Học viện Thương Mộc chiêu sinh, thiên tài yêu nghiệt ở mọi nơi trên Khương quốc đều sẽ đến, mà những thiên tài này đến, đương nhiên người nhà của họ cũng sẽ đi theo. Vì thế, đế đô trở nên rất náo nhiệt. Thật ra Diệp Huyên không biết một điều là nếu không có Lục Tiêu Nhiên, e rằng hắn và muội muội đến đế đô ngay cả chỗ ở cũng không tìm thấy, vì một tháng trước khách điếm đế đô đã gần như được đặt trước hết rồi. Hôm nay Diệp Liên vui vẻ một cách kỳ lạ, vì hôm nay Diệp Huyên sẽ gia nhập Học viện Thương Mộc,
Một khi hắn gia nhập học viện Thương Mộc, Diệp Huyên sẽ không còn một mình nữa, hắn sẽ có một chỗ dựa, cũng sẽ có tương lai sáng lạn, khi đó, dù bệnh của cô bé không được chữa khỏi, cô bé cũng có thể yên tâm. Chương 66 lên núi. Nghĩ vậy, Diệp Liên nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên một cái, cô bé nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, nếu có thể cô bé cũng muốn sống tiếp, vì từ khi mẫu thân rời khỏi huynh muội họ, ca ca đã sống quá mệt mỏi. Cô bé không sợ chết, nhưng cô bé sợ sau khi chết, ca ca còn một mình sẽ cô đơn. Trên đường phố, người ngày càng đông, mà những người này đều đi về một hướng. Học viện Thương Mộc. Phía bắc đế đô có một ngọn núi lớn, tên là Thương Sơn, cao gần nghìn trượng, đứng trên sườn núi sẽ có thể nhìn xuống cả đế đô. Mà học viện Thương Mộc nằm trên Thương Sơn này. Trên đường đi, Lục Tiêu Nhiên cười nói, học viện Thương Mộc này có lịch sử lâu đời, trên mảnh đất này của chúng ta từng thay đổi vô số triều đại, nhưng học viện Thương Mộc vẫn luôn tồn tại cùng với Túy Tiên Lâu, đều là những thế lực khổng lồ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ở nước khác cũng có học viện Thương Mộc à? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, đương nhiên là có. Nghe nói tổng bộ của học viện Thương Mộc nằm ở Trung Thổ Thần Châu, đó là một nơi rất xa xôi. Nói xong, ông ta lắc đầu nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, sau này nếu có cơ hội, cậu phải rời khỏi Khương Quốc, rời khỏi Thanh Châu, đi xem thử thế giới rộng lớn hơn ở bên ngoài, như vậy mới không phí công đến với thế giới này. Diệp Huyên cười đáp, quá xa vời, đi tốt con đường hiện tại mới là quan trọng nhất. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha, đây là chuyện đương nhiên. Chẳng mấy chốc, cả nhóm người đi tới dưới chân núi Thương Sơn, đứng ở bên dưới nhìn lên, bỗng dưng có cảm giác nhỏ bé. Mà lúc này, dưới Thương Sơn đã người người tấp nập, rõ ràng là những người này đều đến tham gia buổi chiêu sinh của Học viện Thương Mộc. Diệp Huyên thấy mà hơi hoảng sợ, vì đám người trước mắt ít nhất đều là ngự khí cảnh, hơn nữa cũng cực kỳ trẻ tuổi. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, Lục Tiêu Nhiên cười nói, đừng cảm thán nữa, tất cả thiên tài của Khương Quốc đều ở đây cả, cậu thử nghĩ xem, trong mấy chục triệu người chỉ có bao nhiêu thiên tài, nhiều lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, ở Thanh Thành, một ngự khí cảnh 18 tuổi chắc chắn là thiên tài siêu cấp. Nhưng Thanh Thành chỉ là thành nhỏ, nếu để vào một vài thành lớn, rất có thể chỉ được coi là thiên tài bình thường. Mà nếu như ở cả Khương Quốc, e rằng có thể xem là người bình thường. Đúng lúc này, trên Thương Sơn có tiên hạc bay xuống, một ông lão ngồi xếp bằng trên lưng tiên hạc, chẳng mấy chốc, con tiên hạc kia bay đến đỉnh đầu của mọi người. Ông lão nhìn xuống dưới, lão phu là trưởng lão ngoại viện của học viện Thương Mộc Thương Lê, phụ trách việc chiêu sinh hôm nay. Hôm nay chiêu sinh 20 người, tổng cộng 3 cửa, nếu có hơn 20 người qua được 3 cửa thì 20 người này phải đấu với nhau, người thắng ở lại. 20. Nghe thấy câu này, mọi người đều bàn tán xôn xao. Nơi đây có ít nhất hơn 1000 người, mà chỉ cần có 20, chuyện này có nghĩa là 99% đều sẽ bị loại. Sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên nặng nề. Chỉ cần 20, có nghĩa là việc cạnh tranh sẽ vô cùng tàn khốc. Trên bầu trời, giọng nói của ông lão lại vang lên, cửa đầu tiên, lên núi. Người nào không thể đi bộ được nửa ngọn núi lập tức bị loại. Lên núi. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, đơn giản như vậy sao? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu, không hề đơn giản chút nào, trên núi này có trận pháp áp chế. Mục đích của cửa này là để loại những người cảnh giới không ổn định, dù đa số mọi người đều đạt đến ngự khí cảnh, nhưng cảnh giới này của rất nhiều người đều có sự trợ giúp từ bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía nhóc béo Lục Minh, tiền bối, hình như Tiểu Minh chưa đạt đến ngự khí cảnh. Lục Tiêu Nhiên cười khổ, đương nhiên là chưa rồi, mà lần này thằng bé chỉ là học viên đặc biệt đi vào học viện Thương Mộc thôi. Học viên đặc biệt. Diệp Huyên hơi khó hiểu, có nghĩa là gì? Lục Tiêu Nhiên hơi xấu hổ, thật ra là bỏ tiền mua một vị trí, nhưng không phải học viên chính thức, chỉ là một lớp cấp thấp, trong lớp này cũng sẽ có giáo sư dạy bảo, nhưng thua kém học viên chính thức rất nhiều, hơn nữa cũng không có thân phận của học viên chính thức. Lục Minh ở bên cạnh hơi bất mãn, đại ca, cha, tốt xấu gì hai người cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Nghe vậy, Lục Tiêu Nhiên tức giận không có chỗ chút, con còn cần mặt mũi cái khỉ gì, nếu con hăng hái một chút. Cha của con cần khổ cực đi nhờ vả người khác giành lấy một vị trí cho con sao? Lục Minh bĩu môi, không dám cãi lại. Diệp Huyên và muội muội nhìn nhau cười. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi đến điểm xuất phát thôi. Diệp Huyên gật đầu, cứ
Cứ thế, cả đám đi tới trước một con đường nhỏ dưới chân núi Thương Sơn, bên cạnh con đường nhỏ có một cái cọc gỗ, trên cọc gỗ ghim một nam tử không biết đã chết bao lâu. Mọi người đang có mặt chỉ vào nam tử bàn tán xôn xao. Diệp Huyên nhìn thoáng qua nam tử, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, tiền bối, đây là... Lục Tiêu Nhiên nói với giọng điệu nặng nề, học viên của Học viện Thương Lan. Học viện Thương Lan. Diệp Huyên ngây người, sau đó nó hỏi, cũng là của đế đô chúng ta sao? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, cậu chưa từng nghe nói cũng là bình thường, bây giờ người của Khương Quốc đều biết đến Học viện Thương Mộc, rất ít ai biết đến Học viện Thương Lan. Thật ra ở triều đại trước, Học viện Thương Lan và Học viện Thương Mộc đều rất nổi tiếng, không biết vì sao mà hai học viện trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cứ ba năm sẽ có một lần luận võ sinh tử, không chết không thôi. Sau đó, Học viện Thương Lan bỗng dưng dần yếu đi, còn Học viện Thương Mộc thì ngày càng mạnh. Vì thế, sau 50 năm, mỗi lần Học viện Thương Lan đấu với Học viện Thương Mộc gần như đều là hoàn toàn thất bại. Còn những học viên đại diện Học viện Thương Lan tham gia luận võ đều bị ghim lại trên con đường nhỏ này. Người đi lên từ nơi này còn sẽ gặp rất nhiều thi thể. Nói xong, ông ta lắc đầu thở dài, theo giao hẹn của hai bên. Nếu Học viện Thương Lan có thể thắng một lần thì có thể mang thi thể của những học viên này đi, đáng tiếc đến nay Học viện Thương Lan vẫn không có ai có thể chiến thắng học viên của Học viện Thương Mộc. Chương 67 vì muội muội, cũng là vì bản thân mình. Học viện Thương Lan. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thi thể của người đàn ông trước mặt, trong lòng khá cảm thán, ở Thanh Thành, thế gia chiến đấu vì lợi ích, thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, mà hắn không ngờ những thế lực lớn ở đế đô tranh đấu còn tàn nhẫn hơn. Lại không chút nể tình như thế. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên đột nhiên chỉ vào cái bục tròn bên cạnh con đường nhỏ cách đó không xa, tiểu hữu có biết đây là gì không? Diệp Huyên quay đầu, cách đó không xa có một cái bục tròn rộng khoảng 40 trượng, trên bục tròn có 9 người gỗ cầm kiếm gỗ trong tay. 9 người gỗ cùng đứng một hàng, trông rất chỉnh tề. Đây là, Diệp Huyên hơi ngạc nhiên hỏi. Lục Tiêu Nhiên nói nhỏ, đây là cửu cung trận nổi tiếng của Học viện Thương Mộc, nghe nói trận pháp này là do sư tổ của Học viện sáng chế ra, trong trăm nước ở Thanh Châu này, chỉ cần là có Học viện Thương Mộc thì đều có trận pháp này. Mà nghe nói mục đích của trận pháp này là một bài kiểm tra đặc biệt, chỉ cần là người dưới 20 tuổi có thể phá vỡ trận pháp này, viện trưởng của Học viện nhất định sẽ nhận người đó làm học viên thân truyền, tương đương với đệ tử nhập môn của viện trưởng. Nói xong. Ông ta lắc đầu nở nụ cười, tiếc là đã gần 50 năm chưa từng có người phá được trận pháp này. Cửu cung trận. Diệp Huyên quan sát 9 người gỗ kia, trận pháp này lợi hại lắm đúng không? Lục Tiêu Nhiên cười khổ, không phải lợi hại bình thường đâu, trước đây có một cao thủ lăng không cảnh muốn thử, đáng tiếc người nọ còn chưa chịu được hơn 10 giây đã bị giết chết. Mà người có thể đạt đến lăng không cảnh trước 20 tuổi, đã ít lại càng ít. Nói đến đây. Ông ta im lặng một lát rồi nói tiếp, nghe đồn học viện từng mời An Quốc Sĩ đến phá trận này, nhưng rốt cuộc nàng ta có đến hay không, không ai biết cả. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên từ trên trời, sát hạch bắt đầu. Theo giọng nói này, người tập trung trước con đường nhỏ lập tức xuất phát. Diệp Huyên quay đầu sờ đầu Diệp Liên, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, phiền người trông nom muội muội của ta một chút. Lục Tiêu Nhiên cười nói, đương nhiên rồi. Diệp Liên nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, ca ca, cố lên. Diệp Huyên cười hì hì, sau đó xoay người tiến vào trong đám người. Nhìn Diệp Huyên biến mất trong đám người, Diệp Liên cười khẽ, nhưng chẳng mấy chốc, cả người cô bé bắt đầu run lên, như rơi vào hầm băng, trên người còn có không khí lạnh tràn ra, tựa như một tảng băng. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên hoảng hốt, ông ta vội nói, đi, chúng ta đi về trước. Diệp Liên lại lắc đầu, Lục bá bá, không, không sao, ta. Nói đến đây, cô bé lấy thiên hỏa noãn ngọc ra, có cái này, ta không sao. Lục Tiêu Nhiên còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Liên lại ngẩng đầu lên nhìn xa xa, nói khẽ chỉ khi nhìn thấy ca ca gia nhập Học viện Thương Mộc, ta mới có thể yên tâm. Lục Tiêu Nhiên khẽ thở dài, ông ta vỗ nhẹ Lục Minh một cái, đi lấy thêm hai miếng da có nhung cho Liên tỷ tỷ, nhanh lên. Nhóc béo Lục Minh vội gật đầu, sau đó xoay người chạy đi. Xa xa, Diệp Huyên đã biến mất trong đám người, giống như mọi người Diệp Huyên cũng hơi hưng phấn và kích động, vì Học viện Thương Mộc đang ở trước mắt, một khi gia nhập học viện, bệnh của muội muội sẽ có hy vọng. Trong đám người, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên giữa sườn núi, hít sâu một hơi, liều thôi.
Vì muội muội, cũng là vì bản thân mình. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Lúc đầu mọi người còn tiến lên rất nhanh, nhưng sau khi đi được khoảng 10 dặm, gần như tốc độ của 9 phần 10 người đều chậm lại, hơn nữa còn là càng lúc càng chậm. Vì mọi người đi một lúc, trên người đột nhiên xuất hiện một áp lực vô hình, mà mỗi khi bọn họ tiến lên một bước, áp lực này sẽ nhiều hơn một phần. Vì thế, sau khi người dẫn đầu đi được khoảng 20 dặm, phía sau đã bắt đầu có người bị loại. Nhưng tốc độ của mấy người dẫn đầu vẫn nhanh như cũ. Rất rõ ràng có người không phải thực lực thật, nhưng cũng có người thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyên đi không nhanh không chậm, áp lực vô hình kia hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với hắn. Vì gân cốt và thân thể hắn bây giờ, dù là cao thủ lăng không cảnh cũng chưa chắc hơn được. Cảnh giới ẩn. Lúc này ưu thế và sức mạnh của cảnh giới ẩn đã có thể phát huy rồi. Thời gian từng chút trôi qua, càng đi lên, số người ngày càng ít, một canh giờ sau chỉ còn lại chưa đến 100 người đi tiếp. Mà đa số những người trong đó vẫn đi cực kỳ khó khăn. Nhưng vẫn có mấy người nổi trội, người đi đầu là một nam tử mặc đồ tím, từ khi bắt đầu người nọ đã dẫn trước, bỏ mọi người ở phía sau gần mấy chục trượng, lúc đầu mọi người đều cho rằng sau đó đối phương sẽ chậm lại, nhưng khiến mọi người bất ngờ là dù người nọ đi đến bây giờ, tốc độ vẫn còn nhanh như cũ. Mà cách sau lưng nam tử áo tím không xa là một nam tử mặc hoa bào và một nam tử đeo trường đao bên hông. Hai nam tử cách nam tử áo tím mấy chục trượng, hai người đều nhìn chằm chằm nam tử áo tím, dù tốc độ có chậm hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn còn vững vàng, không có cảm giác mệt mỏi. Mà sau lưng hai nam tử chỉ còn lại chưa đến 100 người, trong đó hầu như đã mệt bở hơi tai, đi cực kỳ khó khăn. Diệp Huyên thì vẫn không nhanh không chậm như trước. Áp lực kia thật sự không có ảnh hưởng gì với hắn, thậm chí sau khi đi được một khoảng, áp lực trên người hắn không chỉ không có mạnh hơn mà còn ngược lại, hắn không hề cảm nhận được áp lực gì cả. Còn vì sao không đi nhanh, thật ra hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ đi một cách bình thường thôi, theo hắn thấy, đi nhanh cũng được, đi chậm cũng được, chỉ cần đi tới điểm cuối là được. Nói đơn giản là không cố sức, muốn đi thế nào thì đi thế đó. Nửa canh giờ sau. Còn lại chưa đến 40 người đi trên đường nhỏ, mà lúc này, nam tử áo tím dẫn đầu đã đi đến điểm cuối, sau đó là nam tử hoa bào và nam tử đeo đao. Chương 68 này thì nói nhảm. Mà lúc sắp đến điểm cuối, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một cái cọc gỗ trên đường, trên cọc gỗ ghim một nam tử, nhìn từ bề ngoài chắc khoảng 20 tuổi, nam tử khá thê thảm, hai tay hai chân mất hết, ngay cả hai mắt cũng không có, chỉ có hai cái hố đen trống rỗng. Không cần nói cũng biết có lẽ đây là học viên của Học viện Thương Lan, hơn nữa nhìn từ thi thể, có lẽ mới chết không bao lâu. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, chắc chắn Học viện Thương Lan và Học viện Thương Mộc có thù sâu hận lớn gì đó. Diệp Huyên không dừng lại, nhanh chóng đi đến điểm cuối. Sau khi bốn người đã đi đến điểm cuối, một con tiên hạc bay đến đỉnh đầu của bọn họ, thương trọng trên tiên hạc nhìn xuống mọi người, cuối cùng ông ta dừng lại ở trên đầu Diệp Huyên. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt ông ta trở nên khá lạnh lẽo. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, vì hắn đã cảm nhận được sự thù địch của đối phương. Nhưng khiến hắn khó hiểu là mình và đối phương không có quan hệ gì cả, thậm chí trước đó còn chưa từng gặp mặt, vì sao đối phương lại có khúc mắc với mình. Ngươi ra ngoài. Thương trọng ở trên lưng tiên hạc nhìn xuống Diệp Huyên, giọng nói lạnh lùng không chứa đựng chút tình cảm nào. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thương trọng. Sau đó đi ra khỏi nhóm người. Thương trọng nhìn xuống hắn, yêu cầu nhận người thấp nhất của Học viện Thương Mộc ta là đạt được ngự khí cảnh trước 18 tuổi, mà ngươi vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh, đúng không? Vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh. Nghe thấy câu nói, mọi người xung quanh đều sửng sốt, ai cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Ai cũng biết yêu cầu nhận người thấp nhất của Học viện Thương Mộc là đạt được ngự khí cảnh trước 18 tuổi, mà Diệp Huyên vẫn chưa đạt đến, nói nghiêm trọng một chút là đang lừa gạt. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, thương trưởng lão, dù ta vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh, nhưng ta đã qua được cửa thứ nhất. Ta. Vậy thì sao chứ? Thương trọng trên lưng tiên hạc lạnh lùng nói, quy tắc của Học viện Thương Mộc ta là trước 18 tuổi không thể đạt đến ngự khí cảnh thì không thể tham gia sát hạch, dù ngươi qua được cửa thứ nhất cũng chẳng có ý nghĩ gì cả. Cho nên ta xin tuyên bố, lần này ngươi không có tư cách sát hạch, theo quy tắc phải phạt 100 gậy, đồng thời lập tức đuổi xuống Thương Sơn. Thương trọng dứt lời, đã có hai cao thủ lăng không cảnh đi tới trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thẳng vào thương trọng, thương trưởng lão,
Trước kia hai chúng ta chưa từng gặp nhau, mà bây giờ mới gặp lần đầu ông đã nhằm vào ta, trước kia ta đắc tội ông chỗ nào sao? Hắn không ngu, đương nhiên biết trưởng lão trước mắt nhằm vào mình. Thương Trọng nở nụ cười châm chọc, nhằm vào ngươi. Hừ, nếu sớm biết sao lúc trước còn như thế. Thương Trọng. Diệp Huyên hít hai mắt lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trên buổi tiệc tối qua, hắn đánh một kẻ tên là Thương Tề, lúc này hắn nhìn kỹ mới phát hiện trước ngực trưởng lão Thương Trọng có một huy hiệu in hoa, mà ngày đó trước ngực Thương Tề cũng có huy hiệu này. Huy hiệu này đều là huy hiệu của gia tộc, cũng là một thứ đại diện cho thân phận. Rất rõ ràng người trước mắt là trưởng bối của Thương Tề. Diệp Huyên đang định lên tiếng, lúc này, một nam tử ở bên cạnh đột nhiên bước ra, Diệp Huyên, ngươi đúng là quá ngu ngốc. Diệp Huyên quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, người này khá quen mắt. Chỉ một lát sau hắn đã nhớ ra, người nọ chính là nam tử ra mặt vì mặt tùy thanh ở tiệc rượu hôm đó, tên là Lý Phượng. Lý Phượng cười khẩy, ngươi tưởng có An Quốc Sĩ bảo vệ là có thể không coi ai ra gì à? Hôm nay, sẽ để cho ngươi nhìn thấy sức mạnh của chúng ta. Nói xong, gã hơi hành lễ Thương Trọng trên không trung, Thương trưởng lão, người nọ vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh nhưng vẫn muốn đến tham gia sát hạch lần này, rõ ràng là không coi học viện Thương Mộc ra gì, vì uy nghiêm của học viện, mong Thương trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc người này. Sau khi Lý Phượng dứt lời, bên cạnh Diệp Huyên lại có 7-8 nam tử đứng ra, sau đó cúi người thật thấp, đồng thanh nói, mong trưởng lão Thương Trọng trừng phạt người này một cách nghiêm khắc. Thương Trọng cười khẩy, cũng phải, không ngờ lão phu lại quên mất chuyện này, người đâu, dùng gậy đánh chết tên này để răn đe. Hai cao thủ lăng không cảnh đang định ra tay, Diệp Huyên đột nhiên lấy một miếng ngọc bội ra, hắn nhìn thẳng vào Thương Trọng, đây là ngọc bội của An Quốc Sĩ, ta được nàng ta tiến cử đến học viện Thương Mộc này. Nghe vậy, những người xung quanh đều khiếp sợ. An Quốc Sĩ tiến cử. Tầm quan trọng của chuyện này cũng không nhỏ. Dù là nam tử áo tím dẫn đầu trước đó cũng không nhịn được nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ chút tò mò. An Quốc Sĩ, đây là thần tượng của tất cả những người trẻ tuổi của Khương Quốc đấy. Sắc mặt của Thương Trọng trên không trung cũng cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại có ngọc bội của An Lan Tú. Nhất định phải nể mặt An Quốc Sĩ. Thấy Thương Trọng im lặng, Lý Phượng hoảng hốt, hoàn toàn không kịp suy nghĩ, gã tức giận chỉ vào Diệp Huyên, nhảm nhí. Một tên vô dụng khí biến cảnh nho nhỏ như ngươi sao có thể được An Quốc Sĩ tiến cử, ngọc bội này chắc chắn là giả, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Lý Phượng, trong ánh nhìn của mọi người, hắn tát một cái lên mặt Lý Phượng, này thì nói nhảm. Chát! Lý Phượng bị cái tát này đánh bay ra ngoài. Mọi người đều ngơ ngác. Chương 69 bắt lại, giết tại chỗ. Ẩu đả, ở nơi này. Những người xung quanh, bao gồm Lý Phượng, trợn mắt há mồm. Gã có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng Diệp Huyên sẽ ra tay ngay tại học viện Thương Mộc, lại còn ngay trước mặt Thương Trọng. Ngay cả bản thân Thương Trọng cũng bất ngờ khi thấy có người dám ẩu đả trước mặt ông ta một cách trắng trợn đến vậy. Lý Phượng loạng choạng đứng dậy, nghiến răng nói, ngươi dám ngông cuồng như vậy hả? Ngươi! Diệp Huyên không cho gã cơ hội nói hết đã lao lên. Một cái bạt tai như trời giáng nện xuống khiến cả người gã bay vụt ra ngoài sau một tiếng chát vang dội. Việc Lý Phượng một người đã đến ngự khí cảnh, lại không chịu nổi một đòn của Diệp Huyên khiến một vài học viên gần đó không giấu được vẻ khiếp sợ khi nhìn về phía hắn. Nếu như nói lần đầu tiên Diệp Huyên thành công là vì đánh lén, thì lần thứ hai hắn đã đánh một cách quang minh chính đại, vậy mà Lý Phượng vẫn không thể đáp trả. Một sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh. Càn rỡ. Thương Trọng ngồi trên lưng tiên hạc bỗng gầm lên, chỉ trong chớp mắt, Diệp Huyên bị tóm lấy bởi một luồng áp lực vô hình. Hắn ngẩng phát lên, Thương trưởng lão, lấy việc công trả thù riêng là không tốt đâu. Thương Trọng khinh khỉnh cười, lấy việc công trả thù riêng. Ta làm vậy khi nào? Học viện Thương Mộc đã đưa ra tiêu chuẩn tuyển nhận rất rõ ràng, ai không đạt đến ngự khí cảnh không được bước chân vào. Ngươi hiện giờ chỉ mới đến khí biến cảnh mà thôi. Lão phu hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi thì có gì sai? Ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, không những thế, ngươi còn dám công khai ẩu đả trong học viện, không khác gì xem rẻ nơi này. An Quốc Sĩ là đạo sư danh dự của chúng ta, lão phu tin rằng nàng ta cũng sẽ tuyệt đối không cho phép ngươi đặt chân vào học viện. Đúng lúc ấy, Lý Phượng lồm cồm gượng dậy, hai mắt long sòng sọc trừng Diệp Huyên, thứ tạp chủng đê tiện, ngươi dám. Một lần nữa,
Diệp Huyên lại lao đến trước khi gã kịp nói hết câu. Lý Phượng biến sắc, nhưng lần này gã đã có phòng bị, lập tức tung quả đấm ra khi Diệp Huyên xuất hiện. Một dòng khí mạnh mẽ tụ lại trong nắm tay gã như một cụm sương mù, trông rất có uy lực. Khi ấy, cú đấm của Diệp Huyên cũng đã đến trước mặt, không ngần ngại va chạm. Rắc! Lần này, Lý Phượng bị hất văng đi tận mấy thước, rơi phịch xuống đất với những tiếng gào xé rách cuống họng khi phát hiện toàn bộ xương cánh tay phải đã vỡ vụn. Diệp Huyên lạnh lùng liếc y, còn nói nữa là ông đập chết ngươi. Nói xong, hắn không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào Thương Trọng. Gương mặt ông ta vẫn giữ vẻ bút giá, nhưng trong mắt đã là sát khí không hề che đậy, ngươi dám đả thương người trước mắt lão phu, không xem học viện thương mộc ra thể thống gì, có là an quốc sĩ cũng không che chở được. Người đâu, giết tại chỗ cho ta. Hai gã cường giả kế bên ông ta đã chuẩn bị động thủ theo lệnh. Diệp Huyên nhìn Thương Trọng chằm chằm, ta tuy không đến ngự khí cảnh nhưng thực lực đã không thua gì, Thương trưởng lão cũng đã nhìn thấy. Thương Trọng mỉa mai, ai quan tâm điều ấy. Lão phu chỉ biết ngươi không tu luyện đến ngự khí cảnh, không có tư cách tham dự khảo hạch của học viện thương mộc. Ông ta nhẹ nhàng phất tay, bắt lại, giết tại chỗ. Có lệnh của Thương Trọng, hai tên cường giả lăng không cảnh nhào về phía Diệp Huyên không chút chần chừ. Sức mạnh của họ là không thể nghi ngờ. Diệp Huyên có thể cảm nhận được uy áp vô hình khi họ ra tay. Sắc mặt hắn trầm xuống, biết rằng chuyện này đã không thể giải quyết theo cách nhẹ nhàng nữa. Đã vậy thì cứng đối cứng thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên đầy dữ tợn, chân phải giẫm xuống. Quỳnh! Mặt đất nổ tung, một luồng uy áp hùng hậu tỏa ra từ trong cơ thể hắn, đẩy hai gã cường giả lăng không cảnh lui lại mấy thước. Những người khác thiếu chút nữa nhìn đến lọt tròng. Một kẻ ở khí biến cảnh lại có thể đẩy lui hai người ở lăng không cảnh, cách hắn tận hai cảnh giới lớn ư. Trên lưng tiên hạc, Thương Trọng cũng sững sờ không thôi. Diệp Huyên đã từng đánh bại cả Thương Kỳ nên ông ta chỉ có đôi chút ngạc nhiên chứ không hề khiếp sợ khi hắn đả thương Lý Phượng. Nhưng đối thủ hiện giờ của hắn là hai người ở lăng không cảnh. Tuy họ không dùng toàn bộ sức mạnh khi ra tay nhưng cũng không phải là thứ mà một kẻ ở khí biến cảnh có thể chống lại. Đôi mắt Thương Trọng lom lom nhìn Diệp Huyên, đột nhiên nhận ra hắn tuyệt đối không phải là một thiếu niên tầm thường mà là một thiên tài hiếm gặp. Trong lòng ông ta sinh ra một tia do dự. Đúng hơn là kiêng kỵ. Việc đuổi một thiên tài khỏi học viện thương mộc sẽ mang đến hậu quả khôn lường với một trưởng lão còn con như ông ta. Nhưng thù hận đã kết, nếu ông ta để Diệp Huyên nhập học, ngày sau hắn tuyệt đối sẽ trả thù. Mà một khi thiên tài trả thù, ánh mắt Thương Trọng lạnh đi. Thiên tài ư, đó là thứ mà học viện thương mộc chưa bao giờ thiếu. Tuyệt đối không thể để lại hậu họa. Khi Thương Trọng nắm tay phải lại, một dòng khí hung hãn chợt xuất hiện quanh người Diệp Huyên. Cơ thể hắn căng chặt, kinh hãi nhận ra Thương Trọng này nào phải cường giả lăng không cảnh mà đã sớm vượt qua nó rồi, hắn không thể đọ lại được. Nắm tay hắn siết lại, nện về phía trước. Quỳnh! Dòng khí quanh người hắn bị cú đấm này đập nát. Trước khi Thương Trọng kịp ra tay lần nữa, Diệp Huyên đã nhảy vọt về sau, lướt băng băng xuống chân núi. Khóe môi Thương Trọng vẽ nên một nụ cười khinh miệt, muốn chạy ư. Nực cười. Khi ông ta định tiếp tục ra tay, Diệp Huyên đã vọt đến đài cửu cung. Những người đang có mặt tại sườn núi và chân núi đều ngẩn ra, Thương Trọng cũng không ngoại lệ. Hắn định làm gì? Chương 70 vô địch kiếm thế. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên đặt chân lên, đài cửu cung chấn động kịch liệt. Một chùm sáng từ trung tâm phóng thẳng vào những tầng mây. Vô số người trong học viện thương mộc rối rít nhìn về phía chân trời. Chùm sáng cửu cung, trời ạ, người phương nào mà lại dám xông vào cửu cung trận? Chẳng lẽ là an quốc sĩ? Cửu cung trận, đã mấy chục năm rồi chưa khởi động. Chẳng lẽ là an quốc sĩ? Rốt cuộc là ai? Chỉ trong chớp mắt, đã có những bóng người thoăn thoắt bay xuống từ đỉnh núi. Đài cửu cung khởi động đồng nghĩa với việc có người muốn xông vào cửu cung trận. Thương Trọng ngồi trên lưng tiên hạc, liên tiếp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông ta cứ đinh ninh rằng Diệp Huyên muốn chạy trốn, không ngờ hắn lại chạy lên đài cửu cung hòng khiêu chiến cửu cung trận. Một chàng cười đắc ý tràn ra, Diệp Huyên, hôm nay lão phu mới được chứng kiến thế nào là tự tìm đường chết. Cũng tốt thôi, đỡ phiền cho lão phu biết bao nhiêu. Cửu cung trận là trận pháp do chín hình nhân gỗ tạo thành. Một khi đồng thời ra tay,
Chúng có thể sát hại cường giả lăng không cảnh trong nháy mắt. Ngay cả thương trọng cũng không chắc chắn bản thân mình có thể phá trận được. Nó được tổ sư của Học viện Thương Mộc chế tạo ra để không bỏ lỡ những thiên tài chân chính, không chỉ khảo nghiệm sức mạnh mà còn khảo nghiệm nền tảng, tâm tính, thiên phú và năng lực thực chiến. Không lâu sau đó, biển người hiếu kỳ đã vây quanh đài cửu cung. Những cặp mắt tò mò dõi về phía Diệp Huyên, những cái miệng không ngừng bàn tán. Lục Tiêu Nhiên cũng đưa nhóc Mập và Diệp Liên đến dưới đài, thấy bóng dáng Diệp Huyên trên đó thì biến sắc, cậu ta muốn khiêu chiến đài cửu cung ư. Diệp Liên khoác áo bông dày cộm đứng ở một bên, tuy không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng lờ mờ cảm giác được đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Sắc mặt cô bé tái mét, căng thẳng hỏi, Lục. Lục bá bá, đại ca cháu. Không sao chứ ạ. Lục Tiêu Nhiên thấp giọng thở dài, do dự một hồi mới đáp, đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy vậy, ánh mắt ông ta nhìn về Diệp Huyên vẫn mang theo vẻ lo âu. Đã mấy thập niên trôi qua mà vẫn chưa có ai chinh phục được cửu cung trận ở Khương Quốc, căn bản đều chết thảm trong đó. Lục Tiêu Nhiên biết thực lực Diệp Huyên không tệ, lại lịch cũng thần bí, nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là cửu cung trận. Vào giây phút Diệp Huyên đặt chân lên đài cửu cung, chín hình nhân gỗ cách đó không xa bỗng nhiên sống dậy, bao vây hắn từ bốn phía. Diệp Huyên mặt không đổi sắc, mắt chứa sát ý. Bản thân hắn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này. Thương trọng rõ ràng đang nhằm vào hắn, nhưng bảo hắn liều mạng với ông ta ư. Đừng đùa, đây là Học viện Thương Mộc, có 10.000 Diệp Huyên cũng không đụng nổi. Khiêu chiến cửu cung trận là hạ sách trong hạ sách. Diệp Huyên xua đi những suy nghĩ tán loạn này, nhìn về bốn phía. Chín con hình nhân cầm trường kiếm trong tay, tuy không cử động nhưng cũng đã đem đến cảm giác nguy ngập mãnh liệt. Hắn không dám khinh thường, cẩn thận phòng thủ. Bỗng nhiên, con hình nhân trước mắt xuất kiếm, nhằm vào giữa chân mày Diệp Huyên. Khán giả bốn phía ồ lên. Sao có thể như vậy được? Có người la lên, hình nhân gỗ xuất kiếm nhanh như vậy. Chẳng lẽ cả chín con đều là kiếm tu? Chín vị kiếm tu ngự khí cảnh, e rằng cường giả lăng không cảnh cũng phải chịu chết. Thương trọng một lần nữa trải qua cảm giác kinh hãi. Ông ta biết hình nhân gỗ không đơn giản nhưng cũng không ngờ chúng lại ngang ngửa kiếm tu. Dù sao đài cửu cung đã rất lâu rồi không khởi động lại. Ông ta chậm rãi cười thành tiếng. Tuy hình nhân gỗ chỉ có đến ngự khí cảnh nhưng sự khủng bố của kiếm tu vốn không thể được đo bằng cảnh giới. Chín kiếm tu hùng mạnh ngự khí cảnh cộng thêm trận pháp có thể vô địch toàn bộ lăng không cảnh chứ đừng nói đến ngự khí cảnh. Dõi mắt nhìn khắp Khương Quốc, có lẽ chỉ có người như An Quốc Sĩ mới có thể thử một phen. Diệp Huyên ư. Thương trọng cười nhạt, Diệp Huyên à, ngươi muốn nổi tiếng, muốn vang danh tên tuổi, lại không biết tự lượng sức mình. Trên đài cửu cung, cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyên khi thấy hình nhân gỗ thứ nhất rút kiếm là ba chữ nhanh chuẩn hiểm. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là sức mạnh trong đó. Quá yếu. Hắn cũng không biết vì sao lại có suy nghĩ như vậy, chỉ cảm nhận được rằng một chiêu ấy rất yếu. Trước mắt biết bao người bên dưới, Diệp Huyên không hề né tránh khi mũi kiếm gỗ đâm vào ngực hắn. Tất cả sửng sốt. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của họ, thanh kiếm gỗ trong tay hình nhân bỗng chấn động kịch liệt, sau đó hóa thành một tia sáng nhạt thâm nhập vào cơ thể Diệp Huyên. Cùng lúc ấy, kiếm linh tiêu trong người cũng run rẩy như có gì đó đang thay đổi. Tám hình nhân gỗ còn lại cũng đã vung kiếm đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn vẫn sừng sững bất động. Khi tám thanh kiếm gỗ ấy tiếp xúc với hắn, chúng đều biến mất không còn tung tích. Ngay cả bản thân Diệp Huyên cũng ngây dại tiền bối. Có chuyện gì vậy, là người ra tay ư? Một khắc im lặng trôi qua, giọng cô gái bí ẩn vang lên, ngươi đang tu luyện vô địch kiếm thể quyết. Có thể thôn tính những thanh kiếm yếu hơn linh kiếm trong người ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyên đang định mở miệng thì nghe tiếng thương trọng gầm lên từ cách đó không xa, gian lận. Hắn quắc mắt trừng lại, vu khống. Chương 71 ngươi không có đan điền. Ngươi! Thương trọng giận tím mặt trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Nếu không phải do Diệp Huyên đang ở trên đài cửu cung thì ông ta đã ra tay rồi. Bởi vì Học viện Thương Mộc có một quy định. Chỉ cần có người lên đài cửu cung thì bất kỳ ai cũng không được can thiệp, đặc biệt là Học viện Thương Mộc. Nói trắng ra là, khảo hạch này được tổ sư của Học viện Thương Mộc đặt ra vì sợ các trưởng lão đạo sư của học viện vì tình riêng mà bỏ lỡ thiên tài chân chính. Bởi vậy, cho dù thương trọng giận muốn nổ phổi cũng không dám ra tay. Trên đài cửu cung, Diệp Huyên cũng chẳng buồn để ý đến thương trọng,
mà nhìn khắp bốn phía, thấy đám hình nhân gỗ kia đều bất động, nghĩ nghĩ một lát, hắn bèn hỏi, bây giờ, xem như ta đã hợp lệ phải không? Hợp lệ sao? Dưới đài cửu cung, Thương Trọng cười lạnh nói, ngươi dùng thứ thủ đoạn gian lận để hủy đi kiếm của những hình nhân gỗ này, vậy mà gọi là hợp lệ sao? Ngươi! Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thương Trọng, ngắt lời ông ta, gian lận. Ngươi có chứng cứ không? Thương Trọng cả giận mắng, chứng cứ sao? Ngươi chỉ là một tu sĩ khí biến cảnh nho nhỏ, làm sao có thể làm biến mất tất cả số kiếm gỗ kia chỉ trong chớp mắt? Ngươi còn nói ngươi không gian lận sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng thở dài, ta đã hiểu vì sao đã bao năm như vậy mà vẫn không ai phá được trận này. Thì ra, phá được trận chính là gian lận. Chậc chậc, xem như ta được mở mang tầm mắt. Xung quanh ầm ĩ bàn tán. Lúc này, một học viên học viện Thương Mộc đột nhiên bước tới trước mặt Diệp Huyên, đánh giá hắn một lát rồi nói, ngươi cũng chỉ là khí biến cảnh, có năng lực gì mà phá được cửu cung trận này. Diệp Huyên nhìn thẳng vào học viên kia, nhưng ta đã phá được. Học viên kia lắc đầu, việc này tất có điểm kỳ quặc, như lời Thương Trọng trưởng lão nói, nhất định ngươi đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó. Nghe vậy, các học viên học viện Thương Mộc đang đứng xung quanh đều gật đầu. Đương nhiên bọn họ sẽ không tin rằng có người có thể phá được cửu cung trận, còn với cách nhẹ nhàng như thế. Bởi vì, lúc trước, khi gia nhập học viện Thương Mộc bọn họ không dám tơ tưởng tới cửu cung trận này dù chỉ là một chút. Cho dù là mấy học viên siêu cấp yêu nghiệt cầm đầu học viện Thương Mộc, lúc trước cũng không thể vượt qua được cửu cung trận này. Mà dựa vào cái gì mà gã người đàn ông trước mắt này lại có thể? Gian lận. Gần như tất cả mọi người đều nhận định Diệp Huyên đã gian lận. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hình nhân gỗ xung quanh, lúc này một số hình nhân gỗ đã bất động, một số vẫn trầm ngâm. Hắn tự hỏi trong lòng, tiền bối, ta làm vậy là gian lận sao? Ngươi có ngốc không hả? Cô gái bí ẩn đột nhiên nói, dù ngươi chưa lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng đã có được kiếm tâm sáng tỏ, lại được tu luyện bí quyết kiếm thể vô địch, lấy kiếm đúc thân, dù chưa đạt tới đại thành nhưng cũng đã có một chút thành tựu. Những hình nhân gỗ này chỉ có thể coi như kiếm tu cấp thấp. Mặc dù có thêm trận pháp phụ trợ mà có được uy lực không tầm thường nhưng ngươi lại là đại kiếm tu hàng thật giá thật, nói là đã bước nửa bước vào cảnh giới tông sư kiếm đạo cũng không đủ, lại thêm bí quyết kiếm thể vô địch có thể hấp thu kiếm, nếu bọn chúng không phải kiếm tu thì ngươi còn phải tốn chút sức, nhưng nếu là kiếm tu, thì ngươi chính là khắc tinh trời sinh của chúng. Nghe vậy Diệp Huyên chỉ biết cười khổ, sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì quả thực cũng cảm thấy mình thắng quá đơn giản. Nhưng bây giờ được cô gái bí ẩn giải thích như thế, hắn cũng hiểu rồi. Nghĩ xong, hắn nhìn Thương Trọng, đang định nói gì đó thì đột nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Thấy người đàn ông này, các học viên học viện Thương Lan xung quanh đều vội vàng thi lễ thật sâu, xin chào Lê Tu Phó Viện Trưởng. Kể cả Thương Trọng cũng vội vàng thi lễ. Phó Viện Trưởng. Trong học viện Thương Sơn có 3 vị Phó Viện Trưởng, cả 3 vị Phó Viện Trưởng này đều là nhân vật có được thực quyền thật sự. Lê Tu. Diệp Huyên thoáng nhìn Lê Tu trước mặt, trong lòng run lên. Thâm sâu khó lường. Có lẽ thực lực của người đàn ông trước mặt đây chỉ hơi thấp hơn cửu lâu chủ trên thuyền mây lúc trước. Đại lão thực sự đã ra sân rồi đây. Nhưng đây cũng chính là mục đích của hắn. Hắn xông vào cửu cung trận đúng là vì muốn gọi đại lão của học viện Thương Mộc ra. Lê Tu thoáng nhìn Thương Trọng bên cạnh, nói, việc công là việc công, việc tư là việc tư, lấy công mưu tư. Tội không thể tha. Kể từ lúc này ngươi không cần phụ trách việc chiêu sinh nữa, tới thư viện phía sau núi đưa tin đi. Nghe vậy, sắc mặt Thương Trọng lập tức trắng bệch, vội vàng cung kính thi lễ, Phó Viện Trưởng, người này còn chưa đạt tới ngự khí cảnh, thuộc hạ ngăn cản hắn cũng không tính là sai lầm, thuộc hạ. Lê Tu ngắt lời Thương Trọng, ta không biết ngươi có ân oán gì với hắn, nhưng việc chiêu sinh học viên khóa mới có quan hệ tới phồn vinh tương lai của học viện chúng ta. Há có thể để ân oán cá nhân xen lẫn trong đó. Đừng có nhiều lời. Sắc mặt Thương Trọng cực kỳ khó coi, ông ta không dám nói gì thêm nhưng cũng không rời đi, chỉ lui sang một bên nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Lê Tu quay sang Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi thi lễ, xin chào Phó Viện Trưởng. Phó Viện Trưởng đánh giá Diệp Huyên một lát rồi nói, mặc dù ta không biết ngươi đã dùng biện pháp gì để hủy đi những cây kiếm gỗ kia, nhưng một thân cơ sở và chiến lực của ngươi đã đủ để gia nhập vào học viện Thương Mộc chúng ta. Ta. Nói tới đây, đột nhiên ông ta nhíu chặt mày lại. Dường như phát hiện ra điều gì đó, ông ta bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyên, khoác một tay lên vai hắn.
Kiếm linh tiêu trong cơ thể Diệp Huyên lặng lẽ biến mất. Lê Tu thu tay lại rất nhanh, nhìn Diệp Huyên thật sâu, nói, ngươi không có đan điền. Lời vừa dứt, bốn phía đều ngây ngẩn. Thương trọng kia cũng ngẩn người, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, ngay sau đó ông ta mừng như điên, chỉ thiếu cười lớn lên thôi. Diệp Huyên trầm mặc, thầm hỏi trong lòng tiền bối, vì sao tiền bối thu hồi kiếm linh tiêu lại? Không thể để cho người ngoài biết ta có đan điền đặc biệt sao? Đương nhiên không thể. Cô gái bí ẩn nói, phương pháp này quá kinh thế hãi tục. Nếu bọn họ biết ngươi lấy kiếm làm đan điền, với thực lực hiện tại của ngươi, rất có thể ngươi sẽ gặp phải nguy cơ lớn, bởi vì đây là một phương thức tu luyện và hệ thống hoàn toàn mới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, rồi khẽ gật đầu, ta không có đan điền. Ta. Ha ha. Bên kia, Thương Trọng đột nhiên cười phá lên, không có đan điền sao? Nói cách khác, cả đời Diệp Huyên ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể là một kẻ võ phu cấp thấp, có tư cách gì mà đòi gia nhập học viện thương mộc chúng ta. Diệp Huyên chẳng quan tâm đến Thương Trọng, chỉ nhìn Lê Tu trước mặt. Lê Tu trầm mặc một lát rồi nói, ngươi không có đan điền, cả đời khó mà tiến tới tiên thiên cảnh được, học viện không thể chia tài nguyên cho một học viên không có đan điền. Cho nên ngươi không thể trở thành học viên của học viện thương mộc. Nhưng cơ sở của ngươi cũng không tệ, có thể ở lại học viện làm một võ đồ. Võ đồ chính là một tạp công cấp thấp của học viện, chuyên môn làm việc lặt vặt cho học viên và các đạo sư. Chương 72 kiếp sau lại làm muội muội của ca. Võ đồ sao? Diệp Huyên sầm mặt lại. Đương nhiên hắn sẽ không đi làm võ đồ gì đó kia. Mục đích của hắn là muốn gia nhập học viện thương mộc. Nhưng ngay lúc hắn muốn phóng thích chiến ý của mình thì giọng nói lo lắng của Lục Tiêu Nhiên lại đột nhiên vang lên, Diệp Tiểu Hữu. Nghe tiếng gọi, Diệp Huyên nhìn lại, khi thấy sắc mặt của Diệp Liên đứng bên cạnh Lục Tiêu Nhiên thì sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Lúc này, trên đầu Diệp Liên phủ đầy xương trắng, toàn thân không ngừng tỏa ra hơi lạnh, toàn thân lạnh như một khối băng. Diệp Huyên hoảng hốt, vội vàng chạy tới bên cạnh Lục Tiêu Nhiên, ôm lấy Diệp Liên. Vừa chạm vào cô bé, hơi lạnh từ thân thể cô bé tỏa ra lập tức khiến hắn run rẩy. Sao vậy? Lúc này Diệp Huyên đang cực kỳ hoang mang lẫn sợ hãi. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn đột nhiên nhìn Lê Tu cách đó không xa, cầu xin tiền bối, xin ngài nhờ y sư của học viện thương mộc xem cho muội muội ta được không? Lê Tu nhìn thoáng qua Diệp Liên, lắc đầu, tông sư y đạo của học viện thương mộc chỉ có 3 người, há có thể dễ dàng ra xem bệnh cho người ta sao? Trong cả Khương quốc tổng cộng có không tới 10 vị tông sư y đạo, mà học viện thương mộc đã có tới 3 vị, có thể nói, những người này đều là bảo vật cấp quốc gia, muốn mời bọn họ cực kỳ khó khăn. Cho dù là ông ta cũng không chắc chắn có thể mời được một vị tông sư y đạo, mà dù có mời được cũng sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Mà thiếu niên trước mắt đây không có tí giá trị nào, làm sao ông ta có thể bỏ ra cái giá cực lớn để đi mời những vị tông sư y đạo tới được. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa? Lê Tu lại lắc đầu nói tiếp, đan điền của ngươi đã vỡ, cả đời chỉ có thể dừng bước ở khí biến cảnh. Nếu ngươi đồng ý thì có thể ở lại học viện thương mộc ta làm một võ đồ, nếu không muốn thì lập tức rời đi. Nói xong, ông ta phất tay áo rời đi. Diệp Huyên có đan điền vỡ vụn, chẳng có tí giá trị nào với học viện thương mộc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ôm lấy Diệp Liên hơi thở đã càng lúc càng yếu đi tới trước mặt Lê Tu, quỳ một gối xuống, hai mắt đỏ bừng cầu xin. Nếu học viện thương mộc đồng ý cứu giúp muội muội ta, cả đời này Diệp Huyên ta sẽ xông pha khói lửa vì học viện thương mộc, muôn lần chết cũng không chối từ. Lê Tu nhìn Diệp Huyên một lát, ánh mắt lạnh dần đi, ngươi không đủ tư cách. Dứt lời, ông ta quay lưng bước về phía đỉnh núi. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi. Ca. Diệp Liên đang nằm trong lồng ngực Diệp Huyên đột nhiên đau đớn nói, không. Không chị nữa, ca. Mau, mau dậy đi. Nước mắt không ngừng chảy trong mắt Diệp Liên, không ngờ nước mắt cô bé cũng có màu lam. Diệp Liên ôm Diệp Huyên thật chặt, cô bé rất uất ức, không phải vì mình, mà là vì ca ca mình. Ca ca đã bao giờ phải quỳ xuống trước mặt người khác đâu. Không chữa nữa, cô bé thật sự không muốn chữa nữa. Diệp Huyên ngồi liệt dưới mặt đất, ôm thật chặt lấy Diệp Liên trong ngực, cô bé càng ngày càng lạnh, hắn vẫn cứ ôm thật chặt, toàn thân run rẩy. Nước mắt tràn ra như đê vỡ, òa lên như một đứa trẻ thật xin lỗi. Ca, ca vô dụng, thật xin lỗi. Diệp Liên rụi sát đầu mình vào lòng Diệp Huyên,
Khắp cơ thể cô bé càng lúc càng tỏa ra nhiều hơi lạnh hơn, mà hơi thở của cô bé cũng càng lúc càng yếu. Diệp Liên ôm chặt lấy Diệp Huyên. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, cố gượng mỉm cười nói ca, đừng. Đừng khóc, được chết trong lòng ca, muội. Muội đã rất hạnh phúc. Diệp Huyên ôm thật Diệp Liên thật chặt, lòng đau như đao cắt. Trong cơ thể hắn, kiếm linh tiêu không ngừng rung động, toàn thân hắn đang ở vào bờ vực sụp đổ. Diệp Liên đưa hai tay nâng mặt Diệp Huyên, chăm chú ngắm nhìn ca ca một lát, đột nhiên cười nói ca, sau khi muội chết, ca hãy đem theo cho cốt của muội bên người, muội muốn ở bên cạnh ca cả đời. Còn nữa, ca phải sống cho tốt, nhất định phải sống cho tốt. Dứt lời, hai mắt cô bé chậm rãi khép lại, hơi thở cũng càng lúc càng yếu hơn ca. Kiếp sau muội vẫn làm muội muội của ca. Chương 73, giác của học viện Thương Mộc. Hơi thở của Diệp Liên càng lúc càng yếu, đến cuối cùng, gần như đã yếu ớt đến mức không thể nhận ra nữa. Diệp Huyên ôm chặt lấy Diệp Liên, toàn thân liên tục run lên, máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng. Vô số người xung quanh đều nhìn hai huynh muội. Lục Tiêu Nhiên nhìn huynh muội Diệp Huyên với ánh mắt phức tạp. Ông ta không ngờ mọi chuyện sẽ tới nước này, càng không ngờ nổi Diệp Huyên lại không có đan điền. Không có đan điền, có nghĩa là cả đời không thể ngưng tụ khí. Đúng lúc này, Thương Trọng bên cạnh đột nhiên cười lạnh hạ lệnh, người đâu, đuổi hai huynh muội này xuống Thương Sơn. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh sáu anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết QC. Khi mấy cường giả phóng tới chỗ huynh muội Diệp Huyên, một lão già đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân ông ta bẩn thỉu, áo quần rách tươm, từ trên xuống dưới tỏa ra mùi rượu gay mũi. Thấy lão già bất ngờ xuất hiện này, Thương Trọng nhíu chặt lông mày. Bởi vì ông ta cũng không phát hiện ra lão già này xuất hiện từ lúc nào và như thế nào. Mấy tên cường giả đang phóng tới gần Diệp Huyên cũng ngừng lại. Thương Trọng nhìn chằm chằm lão già kia, hỏi, ngươi là người phương nào? Lão già không trả lời Thương Trọng, chỉ nhìn huynh muội Diệp Huyên trước mặt, đánh giá Diệp Liên một chút rồi nói, ta có thể cứu cô bé. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩng phát đầu lên. Lão già nhìn Diệp Huyên, nói, nhưng ngươi đồng ý gia nhập học viện Thương Lan chứ? Học viện Thương Lan sao? Bốn phía xôn xao. Đây chính là tử địch của học viện Thương Mộc đó. À không, hiện giờ học viện Thương Lan đã không còn tư cách làm đối thủ của học viện Thương Mộc. Thương Trọng nhìn chằm chằm vào lão già kia, hỏi lại, ngươi là người của học viện Thương Lan. Lão già chẳng buồn để ý tới Thương Trọng, chỉ nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thẳng lão già, nói, chỉ cần ông có thể cứu muội của ta, cả đời này Diệp Huyên ta quyết không phụ học viện Thương Lan. Lão già giơ tay trái chỉ lên Thương Sơn, từ chân núi đi lên, tổng cộng có 36 cỗ thi thể của học viên học viện Thương Lan, vị nào cũng chết rất thảm. Sau này, có thể ngươi cũng sẽ là một trong số đó. Diệp Huyên nhìn thẳng lão già, nói chỉ cần có thể cứu muội muội của ta, dù có trở thành một trong số đó, Diệp Huyên ta cũng không oán không hối. Lão già nhìn Diệp Huyên một lát rồi nói, có thể đưa những thi thể treo trên con đường nhỏ của Thương Sơn về nhà không? Diệp Huyên nhìn thẳng lão già, đáp, nếu ông có thể cứu muội muội của ta, đời này ta sẽ dốc hết khả năng. Lão già nhìn Diệp Huyên thật sâu rồi tuyên bố, kể từ lúc này, ngươi chính là học viên của học viện Thương Lan ta. Dứt lời, ông ngồi xổm xuống, đặt một tay lên mạch đập của Diệp Liên, một lát sau ông lại nhìn chăm chú Diệp Liên mãi không nói gì, chỉ khẽ sờ ngón tay cái lên cái nhẫn đen đeo trên ngón trỏ. Thoáng một cái, một đóa sen nhỏ bé đỏ như lửa xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Đóa sen này vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn xung quanh lập tức nóng lên. Hỏa Linh! Có một người ở đây kinh ngạc hô lên. Thương Trọng cũng tràn đầy kinh ngạc. Trong thiên địa này có một số loại kỳ vật thiên địa, thứ nào thứ nấy đều cực kỳ chân quý, ví dụ như hỏa linh này, có tiền cũng không mua được. Không đúng, bảo bối như thế này không phải thứ có thể mua được bằng tiền. Cho dù là ở học viện Thương Mộc thì thứ kỳ vật thiên địa này cũng cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt mọi người, lão gia bấm ngón tay một cái, hóa linh lập tức chui vào giữa hai lông mày của Diệp Liên. Chẳng mấy chốc, hàn khí trên người Diệp Liên đã lui như thủy triều rút, mà lão già thì không ngừng truyền một cỗ lực lượng thần bí vào trong cơ thể Diệp Liên qua bàn tay phải nãy giờ vẫn đặt trên vai cô bé. Thời gian dần dần trôi qua, trong ánh mắt chăm chú xen lẫn căng thẳng của Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Liên đã hơi hồng lên.
Thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên mừng như điên. Khoảng một khắc sau, Diệp Liên chậm rãi mở mắt. Diệp Huyên vội vàng nắm lấy tay Diệp Liên, run giọng hỏi, sao? Thế nào? Diệp Liên ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn sang Diệp Huyên, nước mắt rơi lã chã ca, muội. Muội còn chưa chết sao? Diệp Huyên cười cười, nhưng cả khuôn mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt. Lúc này, giữa hai hàng lông mày của Diệp Liên đột nhiên ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm nhỏ bé. Lão già kia nói, hỏa linh kia tạm thời chế trụ được hàn khí trong cơ thể cô bé, nhưng theo như ta đoán, nhiều nhất cũng chỉ có thể chấn áp được hơn một tháng. Hơn một tháng sau, hỏa linh sẽ biến mất. Diệp Huyên lôi kéo Diệp Liên hành một lễ thật sâu với lão già, nói, tình này, Diệp Huyên ta cả đời ghi khắc. Lão già khẽ gật đầu, cùng ta về học viện Thương Lan đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ba người chuẩn bị rời đi, đột nhiên Thương Trọng đứng một bên buông lời châm chọc, buồn cười, không ngờ học viện Thương Lan lại xa sút đến mức phải đi nhặt lại rác rưởi mà học viện Thương Mộc ta vứt đi sao. À, cũng phải thôi, dù sao thì hiện giờ có ai thèm đi gia nhập vào học viện Thương Lan chứ. Lão già liếc nhìn Thương Trọng một cái, chẳng nói gì, coi như không thấy. Cứ như vậy, trước mắt bao người, lão già dẫn theo huynh muội Diệp Huyên đi về phía chân trời xa xa. Sau lưng lão già, Thương Trọng cười không kiêng nể gì, buồn cười, không ngờ học viện Thương Lan lại xa sút tới mức phải đi nhặt rác mà học viện Thương Mộc ta vứt đi. Ha ha! Đúng lúc này, một cái bóng trắng đột nhiên lướt tới. Vừa thấy cái bóng, tất cả mọi người giữa sân đều ngẩn tò te. Là An Quốc Sĩ. Không biết ai là người thốt nên câu này, chớp mắt, nơi này lập tức sôi trào. An Quốc Sĩ. Là đại biểu của thế hệ trẻ tuổi toàn Khương Quốc, cũng có thể nói là thần tượng của tất cả mọi người trẻ tuổi trong Khương Quốc. Giữa sân, vô số người hai mắt tóe lửa nhìn cái bóng trắng kia một cách đầy sùng bái và tôn kính. Bởi vì An Lan Tú chính là kiêu ngạo của cả Khương Quốc. Nàng ta ưu tú đến mức khiến người ta không thể ghen ghét nổi. Chương 74, nhìn ngươi thấy khó chịu. Trước mắt bao người, An Lan Tú đứng trước mặt lão già và huynh muội Diệp Huyên. Nàng nhìn hắn nói, thật sự xin lỗi. Diệp Huyên lắc đầu, không liên quan đến ngươi. An Lan Tú đưa tay phải ra, ngọc bội. Diệp Huyên do dự một lát mới nói, để ta giữ cho. An Lan Tú nhìn thẳng vào hắn, hỏi, vì sao? Diệp Huyên cũng nhìn thẳng vào nàng, đáp, vì đây là một phần tình nghĩa. An Lan Tú chăm chú nhìn Diệp Huyên một chút rồi khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang lão già đi bên cạnh hắn. Lão già thoáng nhìn An Lan Tú, thấp giọng thở dài, không hổ là người ưu tú nhất Khương Quốc, người đã đạt tới trình độ này rồi. An Lan Tú trầm mặc một lát rồi nói, Khương Quốc không thể loạn. Lão già lắc đầu, cười khẽ, 36 bộ thi thể vẫn còn treo trên con đường kia kìa. An Lan Tú trầm mặc. Lão già không nói gì nữa, quay người đi xuống chân núi. Diệp Huyên cúi đầu ôm quyền chào An Lan Tú cáo từ. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên đi theo. An Lan Tú vẫn đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi khép hai mắt lại. Thương Trọng vội vàng chạy tới trước mặt nàng cung kính thi lễ, An đạo sư, ta. Đúng lúc này, Thương Trọng đột nhiên bay ra ngoài đến mấy trượng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đổ dồn ánh mắt nhìn An Lan Tú, cực kỳ khó hiểu. Bởi vì vừa rồi chính An Lan Tú đã ra tay. An Lan Tú lạnh lùng nhìn Thương Trọng cách đó mấy trượng, người ta tiến cử mà ngươi cũng dám gây khó dễ. Thương Trọng hoảng hốt, đang định nói gì đó thì một thanh trường thương phá không lao tới. Phụt! Một cánh tay của Thương Trọng đột nhiên bay thẳng ra ngoài. Máu tươi bắn ra tung tóe. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn An Lan Tú. Nàng ta đang muốn làm gì đây? Trước mắt bao người, An Lan Tú ngẩng đầu nhìn lên Thương Sơn, Lê Tu, lăn xuống đây. Vừa dứt lời, nàng ta nâng ngón tay ngọc, khẽ vẩy một cái, một thanh ngân thương phóng lên tận trời. Xung quanh ngân thương đột nhiên ngưng hiện ra một con cự long dài cả trăm trượng, lao thẳng lên Thương Sơn. Tiếng long ngâm chấn động toàn bộ Thương Sơn. Một khoảnh khắc lặng yên. Oanh! Bất chợt vang lên một tiếng nổ vang rung trời trên Thương Sơn. Ngay sau đó một tiếng kêu kinh hãi vọng ra, thương ý hóa hình. Không ngờ ngươi đã đạt tới mức tông sư thương đạo rồi. Tông sư thương đạo. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lập tức có tiếng hít sâu một hơi khí lạnh. Tông sư thương đạo. An Lan Tú đã đạt tới mức tông sư thương đạo rồi sao? Nàng ta mới 19 tuổi.
Tông sư Thương Đạo 19 tuổi tất cả mọi người hoàn toàn hóa đá. Đừng nói từ khi Khương quốc ra đời tới nay chưa từng có, kể cả các triều đại trước trong lịch sử cũng không có. Đúng nghĩa là xưa nay chưa từng có. Chẳng mấy chốc, Lê Tu đã hiện ra trước mặt An Lan Tú, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tông sư Thương Đạo cũng không đáng sợ, đáng sợ là còn trẻ như vậy đã là Tông sư Thương Đạo. Thiên phú kinh khủng như vậy, trong lịch sử học viện Thương Mộc cũng chỉ có một người có thể sánh vai, chính là Cổ Thiên Trần năm xưa dùng sức một mình cứu cả học viện Thương Mộc. Đó là một nhân vật truyền kỳ trong học viện Thương Mộc. Mà bây giờ, An Lan Tú trước mắt đây có thể nói là hoàn toàn không thua kém. Lê Tu không nghĩ linh tinh nữa, hỏi, vì sao An Quốc Sĩ lại tức giận như vậy? An Lan Tú nhìn thoáng qua Lê Tu, nhìn ngươi ta thấy khó chịu. Tiếng nói vừa dứt, nàng ta khẽ nhún mũi chân, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh trường thương trong tay nàng ta bắn ra như một tia chớp. Đồng tử Lê Tu đang đứng đối diện An Lan Tú nhanh chóng co lại, ông ta không dám chủ quan chút nào, vội lùi lại nửa bước. Một khắc sau, tay phải ông ta khua một cái thành một quyền, hút tất cả gió xung quanh tụ lại. Trong khoảnh khắc, trước mặt ông ta xuất hiện một vòng xoáy lốc, bên trong đó là vô số mũi đao gió mỏng như cánh ve. Lúc này, trường thương lao đến. Oanh! Một tiếng nổ rung trời bỗng nhiên vang lên. Chỉ trong thoáng chốc, vô số lưỡi đao gió vỡ vụn ầm ầm, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này chính là Lê Tu. Ông ta phải lùi một lèo mấy chục trượng mới dừng lại được, khóe miệng tràn máu tươi. Cùng lúc đó, cả cánh tay phải của ông ta cũng rạn nứt như mạng nhện. Giữa sân đều tĩnh lặng. An Lan Tú đã đánh bại một vị phó viện trưởng của học viện Thương Mộc. Mọi người xung quanh không biết cảnh giới thực sự của Lê Tu, nhưng có thể làm phó viện trưởng học viện Thương Mộc há có thể là thứ rác rưởi sao? Có thể nói, thấp nhất Lê Tu cũng phải là thông u cảnh, trên lăng không cảnh, thậm chí còn có thể cao hơn. Mà bây giờ, ông ta đã bại trong tay An Lan Tú. Lê Tu nhìn chằm chằm An Lan Tú, trong ánh mắt không hề có lửa giận mà chỉ có kiêng kỵ thật sâu. Người khác không biết sau lưng An Lan Tú là gì, nhưng ông ta biết, bởi vì năm xưa An Lan Tú không gia nhập học viện Thương Mộc, học viện Thương Mộc cũng không dám có bất kỳ hành vi quá phận nào. Nên nhớ, với đẳng cấp như học viện Thương Mộc thì có một số thiên tài nếu không lôi kéo được thì phải hủy diệt. Mà với An Lan Tú, học viện Thương Mộc lại không dám có bất kỳ ý niệm không chính đáng nào. An Lan Tú không ra tay nữa, nhìn thoáng Thương Sơn, lắc đầu nói, kể từ giờ phút này, ta không có một chút liên quan đến học viện Thương Mộc. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Nghe An Lan Tú nói vậy, sắc mặt Lê Tu tái đi, An Quốc Sĩ, vạn vạn lần không được. Nếu có gì đắc tội, chúng ta xin lỗi ngài, mong ngài. An Lan Tú đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lê Tu đứng im tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà lúc này, trên đài cửu cung phía xa xa, tám hình nhân gỗ đột nhiên cùng về vị trí cũ, một cái bóng mờ thoáng xuất hiện trên đài cửu cung. Mọi người nhìn thấy đạo hư ảnh này đều biến sắc. Bởi vì đạo hư ảnh này chính là Cổ Thiên Trần đã rời khỏi Khương quốc gần 300 năm. Cổ Thiên Trần vừa xuất hiện, toàn bộ quản lý cấp cao của Học viện Thương Mộc đều kinh động, ngoại trừ viện trưởng đang bế quan, hai vị phó viện trưởng còn lại và một số vị thái thượng trưởng lão đều đổ ào ào tới dưới đài cửu cung, ào ào hành lễ. Cổ Thiên Trần nhìn bốn phía, mỉm cười, hơi trễ nhỉ. Người phá trận ở nơi nào? Tuổi còn nhỏ mà cơ sở vững như bàn thạch, không chỉ lĩnh ngộ được chiến ý mà còn là một vị đại kiếm tu. Kiếm võ song tu mà đạt dược tới trình độ như vậy thực hiếm có. Hiếm có, hiếm có. Nghe vậy, toàn thân Lê Tu run lên, mà sắc mặt Thương Trọng thì không còn chút máu. Chương 75, treo đầu Diệp Huyên. Ba câu hiếm có. Cả sân yên tĩnh như chết. Phát giác trong sân có vẻ dị dạng, Cổ Thiên Trần nhíu mày nhìn bốn phía, hỏi, làm sao? Lúc này, Lê Tu đứng dậy, thi lễ thật sâu với Cổ Thiên Trần, rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra một lần, không dám giấu giếm tí nào. Sau khi nghe xong, toàn trường lại càng lặng đi. Một vài vị thái thượng trưởng lão cùng hai vị phó viện trưởng của Thư viện Thương Mộc lạnh lùng liếc nhìn Lê Tu, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Nếu không phải còn có một sợi tàn ảnh của Cổ Thiên Trần ở đây, sợ là bọn họ đều nổi giận cả rồi. Một lát sau, Cổ Thiên Trần khẽ lắc đầu nói, trận này do chính mục viện trưởng năm xưa sáng tạo ra, sau đó ta cảm thấy nó hơi yếu nên đã biến hình nhân gỗ ở đây thành kiếm tu. Dưới 20 tuổi mà phá được trận này,
Dù có là gian lận đi nữa thì cũng là do hắn có năng lực. Mà người vừa phá trận lúc nãy cũng không gian lận, mặc dù hắn không có đan điền nhưng lại càng cho thấy hắn ta bất phàm. Không có đan điền mà còn có thể phá được trận này, các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Nghe vậy, sắc mặt Lê Tu tái nhợt, đặc biệt là nhớ lại thái độ vừa rồi của An Lan Tú, sắc mặt ông ta lại càng tái hơn. An Lan Tú là người thế nào? Một thiên tài kinh khủng như thế, người nàng yêu ái há có thể là kẻ tầm thường sao? Đương nhiên không thể. Nghĩ vậy, Lê Tu cười đắng chát, thi lễ thật sâu với Cổ Thiên Trần, là mắt ta mù. Cổ Thiên Trần lắc đầu nói, chuyện duyên phận, không thể cưỡng cầu được. Dứt lời, ông nhìn lướt qua bốn phía, nói ta rời Thanh Châu đã mấy trăm năm, năm xưa để lại sợi tàn ảnh này là vì muốn xem thử sau này có người nào có thể phá được trận pháp mà ta và Mục Viện Trưởng cùng để lại trong thời gian ngắn nhất không, chưa từng nghĩ lại có kết quả như vậy. Thôi đành, hiện giờ ta cũng khó mà nhúng tay được vào chuyện của Học Viện Thương Mộc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân thể ông dần dần mờ đi. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ở đây đều hành một lễ thật sâu cung tiến Cổ Viện Trưởng. Không bao lâu sau, tàn ảnh của Cổ Thiên Trần đã hoàn toàn tiêu tán. Giữa sân, hai vị phó viện trưởng cùng một loạt đạo sư và trưởng lão khác của học viện đều nhìn sang Lê Tu. Lê Tu cười đắng chát, nói, bây giờ ta sẽ tới Tư Quá Nhai Diện Bích, chờ viện trưởng xuất quan sẽ do ông ấy xử lý. Dứt lời, ông ta nhìn sang một lão già tóc trắng cách đó không xa, nói, Mạc Tùng huynh, mọi chuyện của học viện tạm thời giao cho huynh xử lý. Mạc Tùng, chính là một vị phó viện trưởng khác của học viện Thương Mộc. Mạc Tùng thở dài nói, việc lần này ngươi xử lý thực sự không tốt. Thôi, lúc này nói cái gì cũng vô nghĩa, ngươi tới Tư Quá Nhai Diện Bích đi, chờ viện trưởng xuất quan rồi. Chậm đã. Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào đen đột nhiên đứng dậy. Người này chính là một phó viện trưởng khác, Khô Mạc. Nghe Khô Mạc nói vậy, tất cả đều nhìn ông chằm chằm. Khô Mạc lạnh lùng nói, bất quá cũng chỉ là một yêu nghiệt không tệ mà thôi. Hắn không gia nhập được vào học viện Thương Mộc chúng ta là thiệt thòi của hắn, không phải tổn thất của chúng ta. Thứ cho ta nói thẳng, người kia còn chưa đủ tư cách để chúng ta phải trách phạt một vị phó viện trưởng. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Khô Mạc tiếp tục nói, nếu học viện Thương Mộc chúng ta xử phạt Lê Tu chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ sao? Còn nữa, mặc dù hắn không tệ, nhưng cũng chưa đủ tư cách để học viện Thương Mộc ta phải hy sinh một vị phó viện trưởng. Truyền lệnh xuống, nói rằng Diệp Huyên ta là thứ rác rưởi mà học viện Thương Mộc ta không cần. Chúng ta muốn người trong thiên hạ đều biết, dù hắn là thiên tài, hay hắn là yêu nghiệt, trước mặt học viện Thương Mộc ta cũng chỉ là một thứ phế vật. Tất cả trưởng lão và đạo sư của học viện Thương Mộc ở đây đều nhìn nhau, có một vài người do dự, nhưng cũng có một số người tỏ vẻ đồng ý. Khô Mạc lại nói, từ thời Cổ Viện Trưởng tới nay, học viện Thương Mộc ta có bao giờ phải cúi đầu trước mặt người khác chưa? Trước kia đã không, sau này cũng sẽ không. Dứt lời, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, hôm nay, một lần nữa, các học viên của học viện Thương Mộc nhớ kỹ, Diệp Huyên gia nhập học viện Thương Lan, năm sau, ta muốn các ngươi treo đầu hắn lên con đường nhỏ ở trong núi. Học viện Thương Mộc chúng ta phải cho người trong thiên hạ biết. Không gia nhập học viện Thương Mộc chúng ta chính là tổn thất lớn nhất đời Diệp Huyên hắn. Giữa sân, vô số học viên của học viện Thương Mộc nhao nhao hành lễ, chắc chắn phải treo đầu Diệp Huyên lên con đường nhỏ. Nghe vậy, Khô Mạc khẽ gật đầu. Các trưởng lão bao gồm cả Lê Tu cũng đều gật đầu. Chẳng mấy chốc, chuyện Diệp Huyên gia nhập học viện Thương Lan đã truyền khắp đế đô. Người mà học viện Thương Mộc không cần lại được học viện Thương Lan nhặt đi. Mấy ngày này, danh tiếng của Diệp Huyên đã truyền khắp cả đế đô, đương nhiên không phải là mỹ danh, mà chỉ được xem như chuyện cười. Không chỉ Diệp Huyên trở thành chuyện cười, ngay cả Học viện Thương Lan cũng trở thành chuyện cười. Học viện Thương Lan đã thảm đến mức phải nhặt một học viên mà Học viện Thương Mộc không cần. Toàn bộ đế đô đều lưu truyền câu nói này. Mà thanh danh và nhiệt độ của Học viện Thương Mộc lại một lần nữa bay lên tận đỉnh. Trong một con đường nhỏ vắng vẻ nào đó trong núi, Diệp Huyên cõng Diệp Liên theo sát lão già đằng trước. Lão già cứ đi được mấy bước lại dừng lại, cầm hồ lô rượu mạnh rót xuống một ngụm. Ca, muội cảm thấy thật ấm áp. Dễ chịu không? Dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Ca, hứa với muội nhé, sau này không cần phải quỳ với bất kỳ kẻ nào vì muội, được không? Diệp Huyên trầm mặc. Diệp Liên siết chặt hai tay ôm lấy cổ Diệp Huyên,
Nói ca, muội thà chết đi cũng không muốn ca phải quỳ xuống vì muội. Ca tình nguyện quỳ gối với tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không muốn muội phải chết yểu. Ca, kiếp sau, muội lại làm muội muội của ca, có được không? Không, cả kiếp sau sau nữa, sau 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 sau. Chương 76, ta chỉ thích nam nhân. Một khắc đồng hồ sau, lão già đi trước đã dừng lại. Diệp Huyên cũng dừng lại. Trước mặt ba người, cách không xa là hai tòa núi nhỏ. Hai tòa núi này cũng không cao lắm, chỉ không đến mấy chục trượng, so với học viện Thương Sơn thì quả thực là cực kỳ nhỏ. Giữa hai ngọn núi có một lối đi nhỏ, bên đường còn có một tấm bia đá, cỏ dại mọc rậm rạp tứ phía, trên bia khắc bốn chữ đen nhánh học viện Thương Lan. Bốn chữ này có vẻ khá hoang vu. Được lão già dẫn đường, Diệp Huyên cõng muội muội đi xuyên qua con đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ lại có một ngọn núi nữa, nhưng cũng không cao, chỉ cao hơn hai ngọn núi phía sau họ một chút thôi. Hắn có thể thấy được một vài công trình xây dựng mờ mờ trên đỉnh núi này. Lão già thong thả ung dung đi tới, mà Diệp Huyên cũng cứ như vậy mà cõng muội muội đi theo. Đột nhiên, lão già lên tiếng, không rõ đã bao nhiêu năm rồi, ngươi là người đầu tiên nguyện ý gia nhập học viện Thương Lan. Sau lưng lão già, Diệp Huyên hơi ngẩn ra, hắn kinh ngạc hỏi, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, hiện tại học viện Thương Lan có bao nhiêu học viên? Bao gồm cả ngươi là hai người, lão già trả lời, cũng không quay đầu lại. Diệp Huyên ngốc tại chỗ. Một lát sau, hắn vội vàng cõng muội muội đi bên cạnh lão già, hỏi lại, tiền bối, ông xác định không phải mình đang nói đùa chứ? Lão già liếc nhìn Diệp Huyên nói, ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Không phải. Yết hầu của Diệp Huyên lăn lăn trên cổ. Hắn nói, ông, bao gồm cả ta, học viện Thương Lan thực sự chỉ có hai học viên thôi sao? Lão già gật đầu. Thấy lão già có vẻ không phải đang nói đùa, Diệp Huyên cười đắng chát tiền bối. Hai người, cái này, hắn cũng bó tay rồi. Lão già nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Huyên, nói yên tâm, ta đã ép được. À không, ta đã chiêu mộ được hai người nữa, sắp tới rồi. Đến lúc đó, học viện Thương Lan sẽ có bốn người. Nói xong, ông đi về phía đỉnh núi xa xa. Diệp Huyên ngu ngơ đứng yên tại chỗ. Diệp Liên nằm trên lưng Diệp Huyên nhìn thoáng qua lão già phía xa xa rồi khẽ nói ca, hình như ca bị hố. Diệp Huyên lắc cười nói, ông ấy cứu được muội, chỉ vì chuyện này thôi, dù là hố gì ca cũng sẵn sàng nhảy xuống. Dứt lời, hắn cõng Diệp Liên bước nhanh đi theo. Chẳng mấy chốc, lão già đã dẫn hai người lên tới đỉnh núi. Trên đó chỉ có một gian đại điện cũ nát và mười mấy gian phòng. Lớp sơn bên ngoài đại điện đã bong chóc hết cả, thậm chí trên vách tường còn có vài khe hở rất lớn. Không chỉ vậy, đại điện này chỉ còn có một cánh cửa, mà nhìn quanh khắp nơi đâu đâu cũng có cỏ dại. Diệp Huyên quay sang nhìn lão già. Lão già nói, điện Thương Lan, bình thường là nơi bàn việc và tiếp khách, nhưng rất nhiều năm rồi không có bàn việc hay tiếp khách gì. Có hơi hoang phế, sau này ngươi quét dọn một chút đi. Diệp Huyên. Lão già lại chỉ đằng sau đại điện, phòng ở bên kia đều trống không, ngươi có thể tìm một gian nào đó mà ở lại. Ta hơi mệt, đi nghỉ trước đây. Nói xong, lão già cũng chẳng buồn quay đầu lại mà biến mất luôn. Chỉ còn lại Diệp Huyên cõng Diệp Liên ngắm nhìn đại điện cũ nát trước mặt thật lâu vẫn không biết nói gì. Hắn biết có thể học viện Thương Lan không tốt, nhưng thế nào cũng không ngờ nổi nơi này lại tệ đến mức này. Không đúng, nơi này há chỉ là tệ, quả thực phải nói là sập sệ. Một lão già không biết thân phận, hai học viên. Cái này con mẹ nó là học viện hả? Cô nhi viện mới đúng chứ? Một lúc sau, Diệp Huyên khẽ thở dài. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng hắn, lôi kéo tay Diệp Huyên nói ca, ca đi chọn phòng của chúng ta đi. Muội sẽ đi quét dọn đại điện này. Diệp Huyên hơi do dự, muội. Diệp Liên nhảy lên, cười hì hì nói, hiện giờ không còn lạnh nữa, ca mau đi đi. Muội không sao. Thấy Diệp Liên có vẻ không giống nói dối, Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Liên, làm từ từ thôi, ca đi chọn hai gian phòng rồi tìm chút đồ ăn, sau đó sẽ tới giúp muội. Diệp Liên nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Huyên cười cười, sau đó quay người rời đi. Còn lại Diệp Liên, cô bé tiến vào trong đại điện, sau đó tìm được một cây chổi, bắt đầu quét dọn. Đằng sau đại điện rộng chừng hơn 10 trượng, các dãy nhà phân bố rải rác khắp nơi, từ ngoài nhìn vào, khẳng định những tòa nhà này đã từng cực kỳ huy hoàng, nhưng hiện giờ.
đều cực kỳ khó coi, đặc biệt là gian phòng trước mặt Diệp Huyên, cả nóc phòng cũng đã biến mất một nửa. Diệp Huyên lắc đầu, đi qua con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại. Đột nhiên, hắn dừng lại, bởi vì cách đó không xa về bên phải có một tiểu viện không tệ lắm. Tòa tiểu viện này không cũ nát như những nơi khác mà xung quanh còn có một số hoa hoa cỏ cỏ nữa, xem ra rất không tệ. Diệp Huyên vui mừng nghĩ bụng, có thể cho muội muội ở. Nói xong, hắn bước nhanh tới đó, đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào trong, hắn ngây ra. Ngay trước mắt hắn là một ao nước, trong đó có một nữ tử đang dựa vào vách ao, hai chân dạng ra thành hình chữ đại. Nước rất trong, trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là nữ tử này không mặc gì hết. Nàng cứ như vậy mà nhìn Diệp Huyên, cực kỳ bình tĩnh. Diệp Huyên ngây người, sau đó quay lưng lại. Đúng lúc này, hắn phát giác có một luồng khí tức kinh khủng đang ập tới sau lưng mình. Ngay sau đó, một thanh đao mỏng như cánh ve gác lên cổ hắn. Diệp Huyên biến sắc, vội vàng giơ hai tay lên trời hô lớn, ta chỉ thích nam nhân. Chương 77 nấu cơm cũng là tu luyện đấy thôi. Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy. Sắc mặt Diệp Huyên căng như dây đàn, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán khi nhận ra sức mạnh của cô gái đằng sau vượt ngoài dự kiến của hắn. Nếu ban nãy hắn không xoay người lại thì có lẽ có thể liều mạng với đối phương, nhưng bây giờ tiên cơ đã mất, hắn đành rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một giây tĩnh lặng trôi qua, lưỡi đao kề bên cổ hắn biến mất. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, không lập tức rời đi mà xoay lại. Cô gái đã khoác lên người một bộ váy dài đen tuyền như thác mực được điểm tô bằng cảnh sơn thủy. Vóc người nàng thon thả, dài thắt lưng đen bên hông phác họa ra những đường nét yêu kiều. Đôi mắt nàng lạnh lẽo như hồ thu, trong vắt như có thể nhìn thấu hết thảy. Đẹp quá! Đó là ấn tượng và cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyên về cô gái. Chợt nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy, hai má hắn nóng ran. Tuy hắn chưa kể cận nữ sắc bao giờ nhưng cũng là một thằng đàn ông, có được tất cả những gì mà một người đàn ông nên có. Cô gái chậm rãi đi đến, nhìn Diệp Huyên chầm chầm khiến hắn dựng cả tóc gáy, nhấc mắt lên nhìn lại. Trong mắt hắn chỉ chất chứa sự ghét bỏ tựa như nhìn thấy thân thể cô gái là một sự sỉ nhục nặng nề. Diệp Huyên biết Khương Quốc vốn không phải cởi mở gì cho cam, phụ nữ rất để ý đến chuyện trong sạch của mình. Hắn tỏ thái độ như vậy chỉ là hy vọng mọi chuyện có thể bớt phiền toái, dù sao cũng là hắn có lỗi trước. Nhưng mà hắn vẫn thấy oan ức lắm, có trời mới biết có người đang tắm ở đây, lại là giữa ban ngày ban mặt. Nhưng mà cô gái cũng thật sự rất đẹp. Nếu có thể nhìn thêm thì hắn cũng không ngại. Diệp Huyên bị suy nghĩ này làm cho giật bắn mình, hắn muốn nhìn thêm làm gì cơ? Đúng lúc ấy, cô gái mở miệng, ngươi là người phương nào? Giọng nói bút giá, mắt mang sát khí. Diệp Huyên vội vàng tập trung lại, Diệp Huyên, vừa đến học viện. Hắn vừa nói vừa liên tục lui lại vài bước, không giống như chạy trốn mà là muốn cách xa cô gái, trong mắt vẫn mang một tia ghét bỏ. Nhận ra động tác của hắn, cô gái cau mày, ta chướng mắt ngươi đến thế hả? Diệp Huyên không đáp lại nhưng hai bước lùi ra xa của hắn đã đủ để nói rõ. Cô gái nhìn hắn lắc đầu, trông cũng tuấn tú nho nhã đấy, không ngờ lại cong. Đàn ông với nhau thì làm ăn được gì? Diệp Huyên. Cô gái cũng không gặng hỏi mà chỉ tặng hắn một ánh mắt thương hại rồi trở về phòng. Diệp Huyên biết rằng chuyện này xem như xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã rời khỏi khoảnh sân nhỏ, tìm hai gian phòng trống gần đó rồi cầm cùi quét tước dọn dẹp. Sau khi đi dạo quanh núi một vòng, hắn trở về với hai tay đầy ắp những nguyên liệu dân dã của núi rừng. Diệp Huyên là một tay lành nghề trong sinh tồn nơi hoang dã, đã từng dùng những món ăn đạm bạc giản dị này nuôi sống bản thân và em gái. Khi hắn đi đến Điện Thương Lan, Diệp Liên đã quét dọn nơi ấy sạch sẽ. Cô bé hân hoan chạy đến. Nở nụ cười ngọt ngào với hắn, đại ca. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu cô bé, có mệt không? Không ạ, Diệp Liên lắc đầu. Diệp Huyên cười, muội dọn dẹp mấy cái bàn bên cạnh đi, để ta đi làm cơm. Hai mắt Diệp Liên sáng rỡ đầy mong đợi. Đại ca làm cơm. Tay nghề đứng bếp của Diệp Huyên còn hơn cả những đầu bếp ở nhà họ Diệp, vì vậy cô bé thích nhất là ăn những món do hắn nấu. Nửa giờ sau, chiếc bàn cũ kỹ mốc meo trong Điện Thương Lan đã được trang trí bởi 4-5 đĩa thức ăn thơm lừng. Hai anh em Diệp Huyên nhìn nhau cười, đang chuẩn bị dùng bữa thì thấy một bóng người đi tới, không ai khác ngoài lão già kia.
Trên người lão ta nồng nặc mùi rượu chua lòm, quần áo nhàu nhĩ cáu bẩn như chưa giặt suốt nhiều năm, không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Lão ta ngồi xuống vị trí chủ tọa không chút khách khí, toàn cầm đũa lên thì một người nữa lại đi tới. Diệp Huyên nheo mắt lại khi nhận ra đó chính là cô gái kia. Cô ta ngồi xuống bên tay trái lão già, lướt nhìn những món ăn trên bàn một lượt rồi quay sang Diệp Huyên, làm cho ta. Diệp Huyên. Đôi mắt tròn xoe của Diệp Liên láo liên đảo từ đại ca sang cô gái. Cô gái không bình luận gì nữa mà gắp một miếng nấm nhỏ đưa vào miệng nhấm nuốt, gật đầu, không tệ. Lão già nghe vậy thì cũng hăm hở làm theo, sau khi nuốt xuống thì gật gù với Diệp Huyên, được đấy, chuyện cơm nước ở học viện Thương Lan về sau giao cho ngươi. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, có xúc động muốn đánh người. Bỗng Diệp Liên ngoẹo đầu nhìn cụ già, nhưng đại ca con là học viên mà. Lão đáp, nấu cơm cũng là tu luyện đấy thôi. Diệp Liên. Diệp Huyên chịu hê nổi, tiền bối à. Viện trưởng, lão ta ngắt lời hắn, phải gọi là kỷ viện trưởng. Diệp Huyên gật đầu, kỷ viện trưởng, học viện chúng ta lớn như vậy, có phải nên thuê vài người giúp việc đến không? Không ngờ lão ta vặn lại, ngươi bỏ tiền. Diệp Huyên ngẩn ra một hồi, không phải người mới nên bỏ tiền ư. Kỷ viện trưởng lắc đầu, ta làm gì có, đến rượu cũng sắp không mua nổi rồi. Diệp Huyên. Cô gái kia vẫn một mực không lên tiếng mà chỉ vùi đầu ăn với tốc độ kinh người không khác gì bị bỏ đói suốt 10 ngày qua, khiến anh em Diệp Huyên trố mắt nhìn. Sau khi bao nhiêu thức ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, nàng ta liếm đũa với vẻ thèm thuồng rồi hỏi Diệp Huyên còn nữa không? Diệp Huyên. Diệp Liên buông đũa, nói còn mấy món chưa làm, để muội đi rửa đá. Rồi nhanh nhẹn chạy ra phía sau đại điện. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, nơi này có an toàn không? Lão Kỳ gật đầu có. Hắn do dự một hồi mới nói, kỳ viện trưởng, nơi đây là học viện, ắt có chỗ để học tập. Ta. Không có, lão ta dứt khoát đáp, tự học. Diệp Huyên. Chương 78 ta cũng đẹp trai lắm này. Võ điện. Cô gái bỗng nhiên xen vào giữa những lần liếm đũa chăm chú. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên, sau núi có một võ điện, bên trong chứa một số ghi chép tâm đắc về võ học do học viên trước kia để lại. Nếu may mắn, có khi ngươi sẽ tìm được một, hai quyển võ ký gì đấy. Hầy, Diệp Huyên thở dài, ta đi làm thêm thức ăn vậy. Hắn đứng dậy rời đi, để lại cô gái và lão già ngồi tại bàn. Cô gái buông đũa, nhặt từ nơi nào về. Lão Kỳ hớp một ngụm rượu, chậm rãi nói, từ mấy đứa bị học viện thương một loại ra. Cô gái im lặng hồi lâu, tại sao lại nhận hắn? Lão già đáp ngay lập tức, có tiềm năng. Cô gái nhàn nhạt nói, một mình ta là đủ rồi. Bàn tay lão già khẽ run rẩy một hồi rồi đưa hồ lô lên uống một ngụm rượu, nhẹ giọng than, An Chi, ngươi gánh vác quá nhiều. Cô gái vẫn nhẹ nhàng đáp, đó là số mệnh và trách nhiệm của ta. Nàng ta ngoái đầu nhìn về phía ngoài điện, họ tuy đã bỏ mạng nhưng linh hồn vẫn bị giam cầm trong thể xác. Ngày nào còn chưa đưa về, ngày ấy họ không được an nghỉ. Còn cả đại ca, nhị ca, cha. Lão già chậm rãi khép đôi mắt, ngươi là huyết mạch duy nhất còn lại của nhà họ Kỷ. Cô gái khẽ cười, vậy ta càng không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Lão già lắc đầu, khắp Khương Quốc, chỉ có An Lan Tú mới có thể áp chế hai người kia. Mọi chuyện do người thôi. Cô gái nói rồi đứng dậy bỏ đi. Khi đã đến cửa điện, nàng ta dừng bước, nhoẻn cười, kết quả tệ nhất là lại thêm một cái xác trên thương sơn thôi chứ có gì đâu. Sau khi nàng ta đi rồi, trong điện chỉ còn âm thanh từng ngụm rượu trôi xuống họng lão già. Khi màn đêm buông xuống, Diệp Huyên chờ Diệp Liên ngủ rồi mới tiến vào tháp giới ngục. Hắn xếp bằng ngồi xuống, hỏi tiền bối, bây giờ ta là đại kiếm tu rồi đúng không? Xem như vậy, cô gái bí ẩn đáp. Tại sao, Diệp Huyên tò mò, dù sao hiện giờ hắn vẫn chưa thể tạo ra kiếm mang. Thứ ngươi thiếu hiện giờ chỉ là cảnh giới mà thôi, lấy căn cơ thể và thành tựu kiếm thuật của ngươi bây giờ. Chỉ cần đạt đến ngự khí cảnh, khí trong cơ thể ngưng tụ lại là có thể thúc giục kiếm khí tùy thích. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, còn chiến ý của ta? Ngươi có hiểu võ đạo không? Cô gái hỏi. Diệp Huyên lắc đầu. Ngươi đã lĩnh ngộ chiến ý trước thời hạn, nhưng vì không trải qua quá trình tu luyện võ đạo nên không thể gọi là tông sư võ đạo được. Hơn nữa, muốn trở thành tông sư võ đạo chân chính thì phải có chiến ý hóa hình, năng lực mà ngươi chưa có. Việc ngươi phải làm bây giờ là tích lũy kiến thức về võ đạo,
đồng thời không được bỏ bê kiếm đạo. À, ngươi cũng có thể bắt đầu việc đi tìm một thanh linh kiếm rồi. Linh kiếm ư? Diệp Huyên cười khổ, mua thì chắc chắn là không nổi rồi, vậy thì hắn biết đi đào ở đâu ra bây giờ? Vấn đề lớn đây. Một hồi sau, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện, không chỉ kiếm thuật mà còn cả quyền cước. Võ kỹ duy nhất hắn biết cho đến giờ là quyền băng, sau khi kết hợp với chiến ý thì phát hiện uy lực của nó đã thay đổi rất nhiều, ít nhất đã là hạ phẩm bậc huyền. Khi ấy Diệp Huyên mới thật sự ý thức được sự đáng sợ của chiến ý. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý thì uy lực của nhất kiếm định sinh tử sẽ càng đáng sợ hơn. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Diệp Huyên nghe Lão Kỳ nói có một cô gái họ An đang đợi hắn thì lập tức phóng xuống núi. Hắn nhanh chóng có mặt ở chân núi, nhìn thấy người con gái trong bộ áo trắng không nhiễm bụi trần, xinh đẹp đến khó thở trước tấm bia đá. An Lan Tú. Diệp Huyên mỉm cười đi đến, An cô nương. An Lan Tú gật đầu đáp lễ, đang toan nói gì thì chợt có một gã đàn ông ăn mặc xuề xòa, vai vác một cây gậy sắt màu đen đi đến với những bước chân chạch choạc. Nhắc thấy An Lan Tú, hai mắt gã sáng rực người. Người đẹp ơi! Diệp Huyên bỗng xông ra che trước An Lan Tú, quắc mắt chừng gã, ta cũng đẹp trai lắm này, ngươi nhìn cho thỏa đi. Miễn phí! Gã đàn ông! Chương 79 hôm nào đó ta sẽ đánh nàng ta đến khóc mới thôi. An Lan Tú đứng sau lưng Diệp Huyên nhìn hắn một cái, không nói gì. Nam tử ở trước mặt Diệp Huyên quan sát hắn một lúc, sau đó nói, tiểu tử, ta thấy ngươi đang muốn ăn đòn đúng không? Dứt lời, nam tử đột nhiên vung gậy sắt về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nắm chặt tay phải thành nắm đấm, chiến ý ngưng tụ. Vung quyền. Vụt. Tiếng nổ không khí vang lên. Ầm. Sau âm thanh đó, nam tử cầm gậy liên tục lùi về sau mấy trượng, cây gậy sắt đen nhánh kia không ngừng rung lên, mà Diệp Huyên cũng lùi lại khoảng một trượng, tay phải hơi run rẩy. Nam tử ở đối diện Diệp Huyên nhìn gậy sắt của mình, sau đó nhìn về phía hắn có bản lĩnh đấy. Sau đó, hắn ta ném gậy sắt trong tay về phía Diệp Huyên. Vụt! Tiếng xé gió chói tai vang lên. Sắc mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, lúc cây gậy sắt kia bay tới trước mặt hắn. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền đơn giản. Quyền băng. Đấm ra một cú, vàng vỡ đá nứt. Oành. Gậy sắt rung lên dữ dội, bay ngược trở về. Nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chớp mắt một cái, một tia hàn quang bay thẳng đến cổ họng của Diệp Huyên. Nguy hiểm. Diệp Huyên híp hai mắt lại, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Diệp Huyên không dám che giấu nữa, hắn nhẹ nhàng xoay tay phải. Bù. Một tiếng kiếm reo trầm thấp vang lên, chẳng mấy chốc. Ầm. Một bóng người bị chấn động lùi về sau mười mấy trượng. Chính là nam tử kia. Sau khi dừng lại, hắn ta ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm tu, không ngờ ngươi lại là kiếm tu. Diệp Huyên nhìn nam tử, đánh nữa không? Nam tử cười hì hì, đánh, đương nhiên là đánh rồi. Đời này Mạc Vân Khởi ta từng sợ ai đâu chứ? Ta. Lúc này. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, một giây sau, có hàn quang lóe lên. Sắc mặt của nam tử tên Mạc Vân Khởi hoàn toàn thay đổi, tên danh con ngươi không nói một tiếng đã ra tay rồi à. Dứt lời, hắn ta vung gậy sắt trong tay lên. Đá chọi đá. Keng. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, sau đó, Mạc Vân Khởi liên tục lùi về sau mười mấy trượng. Lúc này, Diệp Huyên không ra tay nữa mà lùi về bên cạnh An Lan Tú. Hắn nhìn thoáng qua An Lan Tú thất lễ rồi. Chấm, ngôn tình hay. An Lan Tú cười không nói gì. Diệp Huyên hơi mất tự nhiên, nói một cách khác là hơi lúng túng, dường như nhớ đến điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi cách đó không xa, còn đánh nữa không? Nói xong, hắn lại xông ra ngoài. Mạc Vân Khởi. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Khoảng nửa khắc trôi qua, một giọng nói chợt vang lên, được rồi. Giọng nói của Lão Kỳ. Sau khi nói, Lão Kỳ xuất hiện ở chỗ cách An Lan Tú không xa, Lão Kỳ gật đầu với nàng ta, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi, nhưng hai người cũng không dừng lại. Lão Kỳ nhìn về phía An Lan Tú, An quốc sĩ quan tâm hắn thật nhỉ. Hắn này đương nhiên là chỉ Diệp Huyên rồi. An Lan Tú vuốt nhẹ tóc bên tai, phải. Nghe vậy, Lão Kỳ híp mắt, An quốc sĩ. Cô có biết mình đang nói gì không?
An Lan Tú cười khẽ, chỉ với việc hắn dám ra mặt trước mấy nghìn quân Đường thì hắn đã đủ tư cách làm bạn của ta rồi. Đương nhiên, bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè. Bạn bè. Lão Kỳ khẽ thở dài, cả Khương quốc người có tư cách trở thành bạn của con nhóc trước mắt này, e rằng còn chưa tới 5 người. Oành. Lúc này, phía xa đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, sau đó, Mạc Vân khởi lùi ra xa mười mấy trượng. Diệp Huyên không ra tay nữa mà quay lại bên cạnh An Lan Tú, Mạc Vân khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyên và An Lan Tú, cũng không ra tay nữa. Lão Kỳ nhìn thoáng qua Mạc Vân khởi, sau này hai người các ngươi, đều là học viên của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên và Mạc Vân khởi đều ngây người. Học viên của Học viện Thương Lan. Mạc Vân khởi chỉ vào Diệp Huyên, hắn cũng là học viên của Học viện Thương Lan ư. Lão Kỳ nhẹ giọng nói, sao vậy, có vấn đề gì à? Mạc Vân khởi nhìn thoáng qua Lão Kỳ, ông Lão, Học viện Thương Lan chúng ta có tổng cộng mấy học viên vậy? Lão Kỳ đáp, tính cả ngươi thì có tổng cộng 3 người. Nhưng còn một người sắp đến nữa, đến lúc đó sẽ là 4 người. 4 người. Mạc Vân khởi ngây người như phỗng, một lúc lâu sau đó, hắn ta xoay người rời đi, Lão Tử muốn đến Học viện Thương Mộc. Lão Kỳ thản nhiên nhìn Mạc Vân khởi, không cần quyền hạ của côn pháp hoành thiên nữa sao? Ở phía xa, Mạc Vân khởi dừng bước, hắn ta quay đầu nhìn về phía Lão Kỳ, ông Lão, đại gia gia à, một học viện, 4 học viên, ông. Ông chắc cái học viện này có tương lai chứ? Lão Kỳ nhẹ giọng nói, ngươi đã ký vào đơn nhập học của Học viện Thương Lan rồi, bây giờ ngươi đến Học viện Thương Mộc, bọn họ cũng không cần ngươi. Nghe vậy, Mạc Vân khởi tức giận chỉ vào Lão Kỳ, ông Lão, ông gài bẫy ta. Lão Kỳ nhún vai một cái, trước đó ta cũng không ép ngươi. Là ngươi xin ta gia nhập Học viện Thương Lan mà. Nghe vậy, Mạc Vân khởi tức suýt hộc máu, ông còn dám nói, ông. Ông nói Học viện Thương Lan không khác gì Học viện Thương Mộc, ông. Thật sự không khác mấy mà. Lão Kỳ nói, đều ở đế đô, đều là học viện, có vấn đề gì à? Ta. Mạc Vân khởi tức muốn tắt thở, mẹ kiếp, thế này mà gọi không khác mấy. Đây là khác nhau một trời một vực mà. Nếu không phải thật sự đánh không lại, có lẽ hắn ta đã muốn ra tay rồi. Lúc này, Lão Kỳ bấm tay, một quyển sách màu đen rơi xuống trước mặt Mạc Vân khởi. Mạc Vân khởi nhìn thoáng qua, một giây sau, mắt hắn ta sáng lên, vội vã nhận lấy quyển sách. Lão Kỳ chỉ ngọn núi trên đầu. Mạc Vân khởi hơi đấu tranh, hắn ta nhìn quyển sách trong tay, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó rất miễn cưỡng đi về phía đỉnh núi. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Huyên và An Lan Tú, hắn ra đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, đợi ta luyện xong quyển này rồi, chúng ta lại đánh tiếp. Diệp Huyên nhún vai một cái, sẵn sàng chờ đợi. Đánh nhau. Hắn cũng thích lắm. Lão Kỳ đứng gần đó đột nhiên nói, tiểu tử, nơi này là đế đô, tốt nhất ngươi nên khiêm tốn một chút. Mạc Vân khởi hừ lạnh, khiêm tốn. Ông Lão, ông đây xuất sắc như vậy, cần phải khiêm tốn ư. Không phải ta nói khoác, xem cả đế đô, có ai xuất sắc bằng ta không? Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía chân trời. Nói chuyện vô cùng hào hùng, thiên tài số một của Khương quốc chúng ta bây giờ không phải là An Lan Tú kia ư. Đó là trước kia thôi, bây giờ, Mạc Vân khởi ta đến rồi, An Lan Tú là cái gì chứ? Đợi đi, hôm nào đó ta sẽ đánh nàng ta đến khóc mới thôi. Sắc mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ. Chương 80 biết ta thích gì ở huynh không? Lão Kỳ ở bên cạnh lắc đầu, lần đầu tiên gặp người tự tìm đường chết như thế đấy. Mạc Vân khởi đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một tàn ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn ta, sắc mặt Mạc Vân khởi thay đổi, bỗng nhiên xoay người, đập gậy sắt trong tay xuống. Ầm. Sau tiếng nổ vang, Mạc Vân khởi bay về phía sau, mặt đất rung lên dữ dội, ngay sau đó, một tình cảnh kỳ lạ xuất hiện. Một bóng người không ngừng bị đập xuống đất, liên tục rên rỉ. Chuyện như thế kéo dài suốt một khắc mới dừng lại. Bóng người này chính là Mạc Vân khởi. Lúc này Mạc Vân khởi nằm dưới đất như một vũng bùn nhão, khuôn mặt sưng thành cái đầu heo. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, đi với ta một lát nhé. Diệp Huyên cười khẽ, được. Hai người sóng vai đi về phía con đường nhỏ cách đó không xa. Mạc Vân khởi ở sau lưng gào thét, đợi, đợi đấy, thù này không báo, ta. Nàng ta chính là An Lan Tú, không biết Lão Kỳ xuất hiện bên cạnh Mạc Vân khởi từ lúc nào. Mạc Vân khởi im bặt. Sau đó, hắn ta nghiêng đầu, không nói gì nữa.
Lão Kỳ đá Mạc Vân Khởi một cái, đừng có giả chết. Đứng dậy la tiếp đi, An Lan Tú là cái gì chứ? Đánh nàng ta khóc đi. Mạc Vân Khởi không nhúc nhích. Lão Kỳ cũng không nói gì nữa, kéo một chân của Mạc Vân Khởi, sau đó cứ thế kéo hắn ta lên núi. Trên con đường nhỏ nào đó, Diệp Huyên và An Lan Tú sóng vai cất bước, An Lan Tú nhẹ giọng nói, không ngờ huynh lại gia nhập học viện Thương Lan. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng không ngờ mình sẽ ma xui quỷ khiến gia nhập học viện Thương Lan, chỉ có thể nói là việc đời khó đoán. An Lan Tú đột nhiên dừng lại, ta phải rời khỏi Khương Quốc. Hôm nay đến là để nói lời từ biệt. Rời khỏi Khương Quốc. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang An Lan Tú, An Lan Tú nhìn thẳng vào hắn, ta không yên tâm về huynh lắm. Diệp Huyên lắc đầu, không hiểu. An Lan Tú đi về phía trước một bước, lúc này, nàng ta cách Diệp Huyên rất gần, Diệp Huyên có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng ta. An Lan Tú cứ nhìn thẳng vào Diệp Huyên như thế, mọi người đều đánh giá thấp huynh, thậm chí có lẽ ta cũng đánh giá thấp huynh. Ta không biết huynh có kỳ ngộ gì, cũng không biết rốt cuộc át chủ bài thật sự của huynh là cái gì, nhưng huynh khiến ta cảm thấy hơi nguy hiểm. Nói xong, nàng ta lắc đầu cười cả Khương Quốc. Rất ít ai có thể khiến ta có cảm giác nguy hiểm, hơn nữa loại nguy hiểm này cũng không phải nguy hiểm dưới tình huống bình thường. Diệp Huyên im lặng. An Lan Tú tiếp tục đi về phía trước, Diệp Huyên chậm rãi theo sau. Một lát sau, An Lan Tú nhẹ giọng nói, sau khi ta đi, có lẽ sau này không ai ở Khương Quốc có thể thật sự áp chế huynh nữa, mà tính cách của huynh hấp tấp thẳng thắn, ta sợ có một ngày đế đô sẽ vì huynh mà mất trật tự. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đồng ý với ta một chuyện, sau khi ta đi, nếu huynh đủ khả năng, hãy quan tâm đến Khương Quốc một chút. Diệp Huyên cười khổ, có lẽ cô coi trọng ta quá rồi. An Lan Tú cười khẽ, huynh vẫn chưa trả lời ta. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta đồng ý với cô, sau này nếu đủ khả năng, ta sẽ góp chút sức vì Khương Quốc. Biết ta thích gì ở huynh không? An Lan Tú đột nhiên hỏi. Thích mình. Diệp Huyên ngây người. Đầu óc trống rỗng. An Lan Tú cũng hơi sững sờ, nàng ta biết hình như mình lỡ lời rồi. Nhưng nàng ta không giải thích gì, chỉ cười, sau đó đi về phía xa. Diệp Huyên ngây người một lúc rồi từ từ đi theo. Trong chốc lát, hai người đều không nói gì, chỉ đi như thế. Một lát sau, An Lan Tú dừng lại, nàng ta lấy một miếng ngọc bội đen ra đưa cho Diệp Huyên. Đây là, Diệp Huyên khó hiểu. An Lan Tú đáp. Những thế lực trên núi phương Bắc Khương Quốc, cũng là vị trí của lưỡng giới thành phát hiện một tòa di tích, một vị kiếm chủ từng để lại di tích, bọn họ đã khai phá gần hết, nhiều nhất một tháng sẽ có thể đi vào bên trong. Đây là chứng nhận tư cách bên trên gửi cho ta, có ngọc bội này, sẽ có tư cách đi vào di tích kia. Đối với ta, đi vào bên trong cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, huynh là kiếm tu, có lẽ sẽ có lợi với huynh. Hơn nữa nơi đó nằm trong khu vực núi lửa. Chắc hẳn dưới lòng đất sẽ có đồ vật cực nóng, nếu huynh lấy được sẽ rất có ích cho muội muội huynh. Nhưng nhớ phải cẩn thận, ngoài một hai người đứng đầu Khương Quốc còn có một vài thiên tài đứng đầu nước khác đến, không thể lơ là. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nhận lấy ngọc bội. An Lan Tú cười khẽ tạm biệt. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ, Diệp Huyên đột nhiên hỏi. An Lan Tú dừng bước, có lẽ ta sẽ đi rất nhanh. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta sẽ vượt qua cô. An Lan Tú quay đầu nhìn hắn, cười nói, cố lên. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở cuối con đường nhỏ. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn phía xa, một lúc lâu sau đó mới lấy lại tinh thần, hắn giơ tay, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc bội khác An Lan Tú đưa cho hắn. Hai miếng ngọc bội. Diệp Huyên nhìn hai miếng ngọc bội, đột nhiên nở một nụ cười hơi ngốc. Từ nhỏ sống nương tựa với muội muội, rất ít người đối xử tốt với hắn, dù có cũng hơn một nửa là lợi dụng, còn An Lan Tú thì khác, người tốt với hắn, cả đời hắn cũng sẽ không quên. Một lát sau, Diệp Huyên nắm chặt hai miếng ngọc bội, xoay người đi lên núi, trên đường đi vẫn không ngừng cười ngây ngô. Chương 81 dám ước hiếp muội muội của ta. Yêu. Diệp Huyên không hiểu cái gì gọi là yêu, trước đây cũng chưa từng yêu, hắn chỉ biết hắn rất thích ở bên An Lan Tú. Còn về cái khác, hắn chưa từng nghĩ tới. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, có một ông lão đứng ở chỗ không xa trước mặt hắn. Người đến là lão Linh đi cùng An Lan Tú lúc trước. Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói gì.
Lão Linh quan sát Diệp Huyên, sau đó nói với giọng điệu nặng nề, Lão Phu Linh Hủ, một người hầu bên cạnh tiểu thư. An cô nương, Diệp Huyên hỏi. Lão Linh gật đầu. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối có chuyện gì sao? Lão Linh nói, Diệp công tử, chuyện Lão Hủ phải nói e rằng sẽ đắc tội, mong cậu bỏ qua. Diệp Huyên gật đầu, ông nói đi. Lão Linh nói, dù tiểu thư là người của Khương Quốc, nhưng chắc cậu cũng nhìn ra lai lịch của nàng không đơn giản, nói khó nghe là người nàng gặp được ở Khương Quốc, sau này đều chỉ có thể ngước lên nhìn nàng, thậm chí ngay cả tư cách ngước nhìn nàng cũng không có, cậu hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, ông muốn bảo ta đừng tới gần nàng, đúng không? Lão Linh gật đầu, Diệp công tử có thể được tiểu thư xem trọng chắc hẳn cũng có chỗ hơn người, nhưng tiểu thư không chỉ riêng việc mình tài giỏi. Mà thế lực sau lưng nàng, Diệp công tử cũng không tưởng tượng được đâu. Nếu Diệp công tử có suy nghĩ khác với tiểu thư, vậy đừng trách Lão Hủ nói thẳng, có lẽ Diệp công tử sẽ phải sống rất mệt mỏi, thậm chí là cực kỳ thế thảm, mà tiểu thư có thể cũng sẽ bị liên lụy vì cậu. Diệp Huyên im lặng. Lão Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, Diệp công tử, mong cậu suy nghĩ về những lời Lão Hủ nói, tạm biệt. Nói xong, không gian trước mặt ông ấy đột nhiên nứt ra, một giây sau. Lão Linh tiến vào trong vết nứt kia, biến mất không còn tăm hơi. Phá vỡ không gian. Thủ đoạn như vậy, chỉ cao thủ đạt đến thông u cảnh mới có thể làm được. Trên ngự khí cảnh là lăng không cảnh, trên lăng không cảnh mới là thông u cảnh, đối phương cao hơn hắn mấy cảnh giới, mà cao thủ thông u cảnh thế này lại chỉ là một người hầu. Đối phương cố ý thể hiện thực lực trước mặt hắn, hàm ý đã vô cùng rõ ràng rồi. Diệp Huyên im lặng một lát. Sau đó chậm rãi đi lên núi. Có áp lực rồi à, cô gái bí ẩn đột nhiên cất lời. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái bí ẩn nói, hỏa linh trong người muội muội ngươi chỉ có thể kiên trì nhiều nhất một tháng sau, nếu ngươi không thể tìm thấy vật thay thể, cô bé sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, kẻ bị giam giữ ở tầng thứ 2 sắp thức tỉnh rồi. Một khi hắn thức tỉnh, mà ngươi lại không thể tìm thấy đạo tắc thì ngươi chết chắc, nếu ngươi chết. Kết cục của muội muội ngươi sẽ càng thê thảm hơn. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, ta muốn tu luyện. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Trở nên mạnh mẽ, là vì muội muội, là vì chính mình, cũng là vì sống sót, có thể theo đuổi thứ mình muốn theo đuổi. Cái này cũng giống như người bình thường thôi, không có tiền thì yêu đương cái gì. Sống thoải mái cái gì. Rất nhiều tình cảm đều xây dựng trên cơ sở tiền bạc. Dù không phải hoàn toàn, nhưng đa số đều là như thế. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã về đến trước điện Thương Lan, khi đi tới trước điện, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Diệp Liên ở phía xa ngồi dưới đất không ngừng gào khóc, còn ở bên cạnh Diệp Liên là Mạc Vân Khởi mặt mũi bầm dập. Lúc này, Mạc Vân Khởi đang khoa tay múa chân gì đó với Diệp Liên, mà cô bé thì càng khóc to hơn. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên dữ tợn, ngươi dám bắt nạt muội muội của ta. Dứt lời, trong lòng bàn tay của hắn có một thanh kiếm lặng lẽ ngưng tụ. Một giây sau, sức mạnh đáng sợ nương theo kiếm quang nhàn nhạt tản ra từ trên người hắn, một vùng cỏ trước mặt hắn nháy mắt bị khí thế và kiếm quang này cắt đứt. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy Diệp Huyên đột nhiên nổi điên, Mạc Vân Khởi tỏ vẻ ngơ ngác, hắn ta đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã cầm kiếm xông về phía hắn ta. Nhận ra sức mạnh trong kiếm của Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi hoảng hốt. Hoàn toàn không dám ngăn cản, hắn ta vội vã nhảy một cái, leo tường bỏ trốn. Nhưng hắn ta vừa mới leo qua tường, bức tường kia đã biến thành bụi phấn. Con mẹ nó! Mạc Vân Khởi đứng sau vách tường bị chém thành bụi phấn, khuôn mặt co quắp, hắn ta vội tăng tốc chạy về phía xa. Diệp Huyên ở sau lưng điên cuồng đuổi theo hắn ta, chỗ Diệp Huyên đi qua vô cùng hỗn loạn. Trong đại điện, nhìn Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi biến mất ở cách đó không xa. Diệp Liên ngơ ngác, sau đó cô bé vội chạy tới, lúc cô bé chạy đến ngoài tường, Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi đã biến mất ở phía xa, cô bé chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Mạc Vân Khởi, đại ca ta không có ức hiếp muội muội ngươi, ngươi bình tĩnh một chút. Nhưng chẳng mấy chốc, giọng nói của Mạc Vân Khởi đã bị tiếng kiếm reo lấn hát. Diệp Liên ngơ ngác, nếu ca ca bị thương thì mình phải làm sao? Nói xong, cô bé vội chạy đến trạch viện của Lão Kỷ, trong sân. Lão Kỷ nằm trên một cái ghế nằm, trong miệng còn ngậm một bình rượu hồ lô, đang ngủ say như chết. Diệp Liên ôm lấy cánh tay của Lão Kỷ, lắc mạnh, lo lắng nói, Kỷ ra ra, ca ca và tên kia đánh nhau, ông mau đi xem đi ạ. Lão Kỷ không nhúc nhích,
say như một vũng bùn nhão. Diệp Liên hết cách, chỉ đành chạy đến trạch viện của Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nhìn Diệp Liên, Diệp Liên lo lắng nói, Kỳ tỷ tỷ, ca ca đánh nhau với người kia rồi. Hay là tỷ đi khuyên nhủ một chút nhé, muội sợ ca ca khiến mình bị thương. Kỳ An Chi đi tới trước mặt Diệp Liên, biết nấu cơm không? Diệp Liên gật đầu theo bản năng. Kỳ Yên Chi nói, ta đói. Diệp Liên. Phía sau điện Thương Lan ngoài rất nhiều phòng ốc bị bỏ hoang thì chính là một vùng núi, mà lúc này, còn hai bóng người đang lao nhanh trong rừng rậm. Người dẫn đầu là Mạc Vân Khởi, trên chân hắn ta có hai luồng gió xoáy, nhờ nó, tốc độ của hắn ta tựa như một cơn gió mạnh, cực kỳ nhanh. Chương 82 đánh gã một trận. Mà ở phía sau là Diệp Huyền cầm kiếm linh tiêu trong tay. Lúc này, trên người Diệp Huyền tràn đầy hơi thở thô bạo, nơi hắn đi qua, hoa cỏ cây cối gần như bị chém đứt tận gốc. Sau khi Mạc Vân Khởi chạy khoảng nửa canh giờ, hắn ta lựa chọn liều mạng với Diệp Huyền. Nhưng lúc Diệp Huyên sử dụng đến nhất kiếm định sinh tử, hắn ta lại quyết đoán chạy trốn. Vì cây gậy sắt kia của hắn ta còn chưa đến gần thanh kiếm của Diệp Huyên đã bị kiếm linh tiêu của Diệp Huyên chém nát. Là chém nát hoàn toàn. Không thể đánh. Mạc Vân Khởi chạy như điên vào sâu trong rừng, mà Diệp Huyên thì đuổi sát theo sau. Cứ thế, một người trốn, một người đuổi, từ buổi tối đến hừng đông. Lúc hừng đông, Mạc Vân Khởi chạy về trước điện Thương Lan. Hắn ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đã xuất hiện ở đằng sau hắn ta, Diệp Huyên đang định ra tay, Diệp Liên ngồi đợi trước thềm đá cả đêm ở một bên vội chạy đến ôm lấy Diệp Huyên, ca ca, huynh không sao chứ? Hắn không làm huynh bị thương chứ? Khi Mạc Vân Khởi nằm dưới đất cách đó không xa liên tục thở dốc nghe Diệp Liên hỏi câu này thì tức đến mức suýt tắc thở ta. Lúc này, khi thấy Diệp Liên, Diệp Huyên cũng bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên, muội không sao chứ? Diệp Liên vội lắc đầu, muội không sao. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi đang nằm dưới đất, Mạc Vân Khởi biến sắc, cực kỳ đề phòng, ngươi đừng làm bậy, ta không có bắt nạt muội ngươi tự hỏi nàng đi. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Liên, trước đó xảy ra chuyện gì? Diệp Liên hơi cúi đầu, không nói gì. Sao thế? Diệp Huyên dịu dàng hỏi. Diệp Liên nhẹ giọng nói, chỉ là nhớ đến khi ở nhà họ Diệp với Kaka, lúc đó, Kaka nhặt được một cái bánh bao, mình thì không nỡ ăn, đưa hết cho muội ăn, sau đó vì thế mà Kaka suýt chết đói, muội. Nói một hồi, nước mắt của cô bé lại tuôn rơi. Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Liên, nha đầu ngốc, chuyện trước đây đều đã qua rồi, sau này Kaka sẽ không để muội phải chịu khổ nữa. Diệp Liên ôm chặt lấy Diệp Huyên, Kaka cũng không thể quá vất vả nhé. Có được không? Diệp Huyên cười, được, sau này chúng ta đều cố mà sống tốt, được không? Diệp Liên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nín khóc nở nụ cười, vâng. Một lát sau, Diệp Liên ngủ thiếp đi trong lòng Diệp Huyên. Sau khi bế Diệp Liên trở về phòng, Diệp Huyên đi tới trước điện Thương Lan, ngồi ở chỗ cách Mạc Vân Khởi không xa, Mạc Vân Khởi tỏ vẻ đề phòng. Diệp Huyên lấy một bình rượu hồ lô ra, ném cho Mạc Vân Khởi, xin lỗi. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hắn ta cầm bình rượu lên uống ực một hớp, sau đó nói kiếm kỹ khi nãy của ngươi tên gì. Nhất kiếm định sinh tử, Diệp Huyên trả lời. Mạc Vân Khởi gật đầu, quá mạnh, ta không ngăn được. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, hai luồng gió xoáy dưới chân ngươi là võ kỹ sao? Mạc Vân Khởi gật đầu, vạn lý truy phong kỹ, bậc huyền hạ phẩm. Nói xong, hắn ta nằm xuống thềm đá, nếu không nhờ võ kỹ này. Khi nãy ta đã bị một chiêu kiếm của ngươi chém chết rồi. Diệp Huyên cũng nằm xuống thềm đá, hai tay hắn ôm đầu, nhìn về phía chân trời xa xa, xin lỗi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, cũng là lỗi của ta, thấy muội ngươi đang khóc, ta bèn đùa nàng một chút, nói ngươi bị ta đánh, nàng mới càng khóc to hơn. Diệp Huyên. Lúc này, hai người nhìn thấy một nam tử đầu chọc đang đi về phía mình. Nam tử này khoảng 18-19 tuổi, đầu chọc. Dáng người cao to, trông to con hơn Mạc Vân Khởi và Diệp Huyên một chút, thân trên của gã để trần, không mặc quần áo, cơ bắp trên người nhô lên, trông khá đáng sợ. Trên cổ nam tử treo một ít xương cốt, có mấy cái còn dính máu tươi. Mạc Vân Khởi nhẹ giọng nói, có lẽ tên này là một học viên khác của chúng ta. Nói đến đây, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đánh gã một trận không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, người lên trước.
Mạc Vân Khởi nhún vai, lên thì lên. Nói xong, hắn ta dậm nhẹ chân phải, cả người bay ra ngoài, cực kỳ nhẹ nhàng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, tốc độ này khiến Diệp Huyên cảm thấy không bằng. Chẳng mấy chốc, Mạc Vân Khởi xuất hiện trước mặt nam tử đầu trọc, hắn ta đá một cú lên vai gã. Nam tử đầu trọc không hề tránh né. Ầm. Sau một âm thanh trầm đục, Mạc Vân Khởi bị đẩy lùi mấy trượng, chân phải của hắn ta không ngừng run rẩy, còn nam tử đầu trọc thì không hề nhúc nhích. Nam tử nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vẻ mặt không hề thân thiện. Sắc mặt Mạc Vân Khởi hơi thay đổi, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa cùng lên đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt nam tử đầu trọc, gã hơi đề phòng, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chắp tay, học viện Thương Lan Hoan nghênh ngươi. Mạc Vân Khởi ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi. Nam tử đầu trọc chắp tay với Diệp Huyên, cảm ơn. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi cách đó không xa, Mạc Vân Khởi cười ngượng ngùng, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Nam tử xông về phía Mạc Vân Khởi, sắc mặt Mạc Vân Khởi hoàn toàn thay đổi, xoay người bỏ chạy, Diệp Huyên, cái tên khốn này, ngươi gài bẫy ta. Chương 83 đã bị ta bán lấy tiền uống rượu hết rồi. Chẳng mấy chốc, trên núi vang lên tiếng kêu rên của Mạc Vân Khởi. Vào lúc giữa trưa, trong điện Thương Lan, Lão Kỳ ngồi ở vị trí đầu, lão cứ thỉnh thoảng uống rượu, vẫn còn say khướt, không được tỉnh táo lắm. Người ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái lão là Kỳ An Chi, Kỳ An Chi đang cầm một đôi đũa chậm rãi liếm. Còn người ngồi bên phải lão Kỳ là nam tử đầu chọc cầm một chuỗi bi sắt bóng loáng, còn lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng không phải làm thành từ chất liệu bình thường. Bên dưới nam tử đầu chọc là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi thật sự hơi thê thảm, mặt mũi bầm dập, trên người có rất nhiều dấu chân. Nam tử đầu trọc ngồi gần đó còn thỉnh thoảng nhìn hắn ta một cái với vẻ mặt không thân thiện. Đúng lúc này, một mùi hương phả vào mặt. Lão Kỳ mở mắt ra, còn Kỳ An Chi thì lập tức ngồi thẳng dậy, tay cầm đũa dài, thủ thế chờ đợi. Diệp Huyên và Diệp Liên mỗi người bưng một cái khay đi tới, Diệp Huyên bưng một đĩa gà quay vàng rực, trông cực kỳ hấp dẫn, còn Diệp Liên thì bưng một đĩa cá hấp. Trông cũng khiến người ta rất muốn ăn. Hai huynh muội vừa đặt đĩa lên bàn, Lão Kỳ và Kỳ An Chi đã bắt đầu ăn. Tốc độ cực nhanh, khiến nam tử đầu trọc và Mạc Vân Khởi ở bên cạnh sợ ngây người, ngay cả Diệp Huyên và Diệp Liên cũng giật mình sửng sốt. Lão Kỳ còn đỡ, quan trọng là vì tốc độ ăn của Kỳ An Chi thật sự có thể miêu tả như thổ phỉ, chưa được mười mấy giây, con gà nướng ở trước mặt nàng ta chỉ còn mỗi xương, và con cá kia cũng thế. Nam tử đầu chọc và Mạc Vân Khởi ở một bên sững sờ, lúc này bọn họ chỉ mới cầm đũa lên thôi. Lão Kỳ nhìn Kỳ An Chi, thục nữ một chút. Kỳ An Chi liếm đũa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, còn nữa không? Mọi người. Một lúc lâu sau đó, trong điện Thương Lan yên tĩnh lại, mọi người ngồi quanh bàn, 7-8 cái đĩa trên bàn đều đã sạch sẽ. Nam tử đầu chọc và Mạc Vân Khởi tỏ vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa. Vì bọn họ chỉ mới ăn được mấy miếng. Diệp Huyên và muội muội Diệp Liên nhìn nhau cười, vì lúc ở nhà bếp, hai huynh muội đã ăn no rồi. Lúc này, Lão Kỳ đột nhiên lên tiếng, giới thiệu với các người người mới đến. Nói xong, Lão chỉ vào nam tử đầu trọc, bạch trạch, đến từ Mang Sơn phương Bắc, thân thể nửa yêu. Nam tử đầu trọc tên bạch trạch đứng dậy, y cúi chào mọi người, nhưng lại nhìn Mạc Vân Khởi bằng ánh mắt không thân thiện. Khóe miệng Mạc Vân Khởi co giật, sau đó chừng Diệp Huyên ở cạnh đó. Diệp Huyên. Lúc này, Lão Kỳ chỉ vào Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi, đến từ Mạc Trấn ở biên cương cực Nam, thân thể nhẹ nhàng, nếu tu luyện võ kỹ tốc độ sẽ rất có hiệu quả, sở trường dùng gậy, phi đao. Phi đao. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, tên này giấu nghề à. Mạc Vân Khởi chỉ về phía Diệp Huyên, ông Lão, nói về hắn xem. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên, đến từ nhà họ Diệp của Thanh Thành, kiếm tu. Đại kiếm tu. Đại kiếm tu. Kỳ An Chi và nam tử đầu trọc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong mắt có chút ngạc nhiên và tò mò. Đại kiếm tu. Ở cả Khương Quốc, đại kiếm tu rất hiếm thấy, đặc biệt là đại kiếm tu trẻ tuổi như thế. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng phắt dậy, hắn ta ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, đại ca. Đừng nói ngươi là tên vô dụng học viện thương mộc kia không cần nhé. Ngươi, huynh mới là tên vô dụng. Diệp Liên đột nhiên tức giận nhìn Mạc Vân Khởi, sau này không nấu cơm cho huynh ăn nữa.
Bạch Trạch ở bên cạnh gật đầu, đừng cho hắn ta ăn. Khuôn mặt Mạc Vân Khởi co quắp, hắn ta vỗ nhẹ lên má mình, cười ngượng tiểu muội muội, là ta lỡ lời, đừng giận nhá. Hắn ta xem như nhìn rõ rồi, ở học viện Thương Lan chỉ có hai huynh muội này biết nấu cơm, nếu bọn họ không nấu, sau này hắn ta chỉ có thể ăn cỏ thôi. Diệp Huyên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Lão Kỳ đột nhiên nói, cậu ta chính là Diệp Huyên trong lời đồn ở đế đô đấy. Diệp Huyên trong lời đồn ở đế đô. Dưới sự ra sự lan truyền của học viện Thương Mộc, danh tiếng của Diệp Huyên ở đế đô bây giờ có thể nói là rất lớn, nhưng đương nhiên chẳng phải danh tiếng tốt gì. Mạc Vân Khởi quan sát Diệp Huyên, lắc đầu, chậc chậc, học viện Thương Mộc đúng là đỉnh. Người như ngươi mà bọn họ cũng không cần, tiêu chuẩn của học viện Thương Mộc cao như vậy từ bao giờ thế? Diệp Huyên chỉ cười chứ không nói gì. Lão Kỳ nói, ở sau núi có một tòa võ điện, bên trong là nơi học viên của học viện Thương Lan từng học tập, bình thường các ngươi có thể đi vào trong dạo, chắc hẳn sẽ có chút thu hoạch. Có võ ký không? Mạc Vân Khởi vội hỏi, công pháp gì đó cũng được. Lão Kỳ lắc đầu. Vì sao? Mạc Vân Khởi khó hiểu. Lão Kỳ nhẹ giọng nói, đã bị ta bán lấy tiền uống rượu hết rồi. Mọi người. Lão Kỳ đứng lên, một năm rưỡi, còn một năm rưỡi nữa sẽ đến ngày luận võ sinh tử ba năm một lần của Học viện Thương Lan và Học viện Thương Mộc. Ta không hy vọng một năm rưỡi sau, thi thể của mấy người các ngươi sẽ bị treo trên đường nhỏ Thương Sơn. Chương 84 sợ cái gì, đánh một trận là xong mà. Còn nữa, bình thường đừng ra ngoài đi lung tung, học viên của Học viện Thương Mộc nhìn thấy các ngươi chắc chắn sẽ kiếm chuyện đánh các ngươi đấy. Nói xong, lão xoay người rời đi. Kỳ An Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi nấu thêm chút gì ăn đi. Diệp Huyên. Nửa canh giờ sau, Kỳ An Chi ăn no xong thì đứng lên, tốt bụng nhắc nhở các ngươi một chút, học viện Thương Mộc có hai thiên tài tuyệt thế, một nam một nữ, nam tên Phần Tuyệt, nữ tên Bắc Thần, hai người kia đều chưa đến 20 tuổi, nhưng cảnh giới của họ đã đến lăng không cảnh, thậm chí có thể đã là nửa bước thông u, nói một cách khác, ở cả Khương quốc này chỉ có một người có thể áp chế bọn họ. Chắc hẳn các ngươi biết người này là ai. Đương nhiên mọi người biết rõ người kia là ai, ngoài An Lan Tú ra thì còn có ai nữa. Kỳ An Chi lại nói, ngoài hai người này, bên dưới bọn họ còn có tam đại kỳ tài, ba người này không rõ thân phận, chỉ biết mỗi một người đều có bản lĩnh đặc biệt, nghe đồn nếu ba người này liên thủ còn có thể đấu một trận với cả An Lan Tú đấy. Lúc này, Mạc Vân Khởi giơ tay phải lên, yếu ớt hỏi, vậy bây giờ thôi học còn kịp không? Kỳ An Chi nhìn Mạc Vân Khởi, bây giờ tự sát thì kịp. Hầy! Mạc Vân Khởi nhoài người ra trước bàn thở dài, ta bị ông lão này lừa rồi. Lúc này, Diệp Huyên nói, bây giờ mọi người đều có mặt, ta có chuyện muốn thương lượng với mọi người. Mọi người nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, lúc trước ta có kiểm tra, học viện Thương Lan của chúng ta còn thiếu rất nhiều vật dụng thường ngày, ví dụ như củi gạo dầu muối bình thường đều không có. Còn cả những thứ khác nữa, ngay cả giấy vệ sinh cũng thiếu, nói chung là cái gì cũng thiếu. Mẹ ơi! Mạc Vân Khởi kêu rên một tiếng, vùi đầu xuống trước bàn, vẻ mặt cuộc đời không còn gì để luyến tiếc nữa. Diệp Huyên nhìn bọn họ, ta quyết định xuống núi mua một vài vật dụng hàng ngày, nhưng ta không đủ tiền, các người đều ra một chút tiền đi, chúng ta gom tiền lại. Mọi người! Thấy ba người Kỳ An Chi không nói lời nào. Diệp Huyên nhún vai, các ngươi không đưa tiền cũng không sao, vậy sau này mạnh ai nấy sống, không có vấn đề gì chứ. Nghe vậy, khóe miệng ba người Mạc Vân Khởi giật giật, mạnh ai nấy sống. Sau này ăn cỏ sao? Một lát sau, Bạch Trạch lấy một cái túi ra đưa cho Diệp Huyên, 20 kim tệ. Diệp Huyên cũng không khách sáo, cất đi, sau đó hắn nhìn về phía Kỳ An Chi, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như thế khiến da đầu hắn hơi tê dại. Một lát sau, Diệp Huyên xua tay, được được, cô không cần ra, cô nên làm gì thì làm đi. Kỳ An Chi xoay người bỏ đi không chút do dự. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi cũng nhìn hắn như Kỳ An Chi, cứ nhìn mãi như thế. Diệp Huyên đột nhiên đập bàn, phẫn nộ quát, nhìn cái cọng lông, mau đưa tiền, nếu không thì ngươi ăn cỏ đi. Mạc Vân Khởi. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên dẫn muội muội xuống núi. Mà hai bên trái phải bọn họ là Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch. Lần này xuống núi phải mua không ít đồ, chắc chắn hắn và Diệp Liên không cầm được nhiều đồ như thế, cho nên hắn kéo cả Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch theo luôn. Trên đường, Diệp Liên tung tăng nhảy nhót,
rất là vui vẻ. Nhìn Diệp Liên trước mặt, Diệp Huyên lại thấy hơi lo lắng, vì bây giờ là Hỏa Linh tạm thời khống chế hàn khí trong người Diệp Liên, mà Hỏa Linh chỉ có thể kiên trì nhiều nhất 2-3 tháng, 2-3 tháng sau, nếu không có vật thay thế mới. Nghĩ đến đây, hắn lấy ngọc bội màu đen An Lan Tú tặng mình ra. Núi Lương Giới, Đồng Phủ Kiếm Chủ. Mình phải đi một chuyến mới được, Diệp Huyên nói khẽ. Mạc Vân Khởi đi bên trái Diệp Huyên ngậm một còng cỏ trong miệng, ngâm nga một bài hát không biết tên, có chút cả lơ phất phơ, còn Bạch Trạch ở bên phải hắn thì cúi đầu bước đi, rất là im lặng, có thể nói là gần như không nói một lời. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên cất lời, hai vị, một năm rưỡi sau, hai người có lòng tin không? Diệp Huyên vỗ nhẹ lên vai Mạc Vân Khởi, sợ cái gì, đánh một trận là xong mà. Mạc Vân Khởi giơ ngón cái với Diệp Huyên, đại ca, huynh nói chuyện nghe nhẹ nhàng thật, vấn đề là thắng được không? Đánh không thắng sẽ bị giết chết, sau đó treo xác trên đường nhỏ Thương Sơn. Diệp Huyên nhún vai, không đánh thì phải làm thế nào? Đến học viện Thương Mộc quỳ xuống xin tha sao? Mạc Vân Khởi khẽ thở dài, đều tại lúc trước ta bị ma ám tin lời lão kỷ, bị lão lừa đến đây, hầy, nói đến đều là nước mắt. Nói đến đây, hắn ta như nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch cách đó không xa, này tên to con, sao ngươi bị lừa đến thế? Diệp Huyên cũng nhìn về phía Bạch Trạch, hắn cũng rất muốn biết sao đối phương bị lừa tới, dưới tình huống bình thường, có lẽ không ai chịu đến đây đâu. Bạch Trạch hơi chần chừ. Sau đó nói, lão kỳ nói ta cốt cách kinh kỳ, thiên phú hơn người, là kỳ tài võ học vạn người có một, nói gì mà sau này sự hòa bình của Khương quốc đều dựa vào ta. Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi sững sờ, một lát sau, yết hầu Mạc Vân Khởi lăn lộn, hắn ta nói, ngươi tin à? Bạch Trạch nhìn hai người, sau đó gật đầu tin chứ. Diệp Huyên, chương 85 nhớ giảm 50%. Nghe lời Bạch Trạch nói, Diệp Huyên lắc đầu. Hóa ra trên đời này còn có người, ngây thơ như thế. Mạc Vân Khởi cũng nhìn Bạch Trạch bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không phải kỳ tài võ học sao? Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi nhìn nhau, hai người đi nhanh về phía xa. Bạch Trạch ở sau lưng hai người sờ cái đầu chọc của mình, hơi ngơ ngác. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và mọi người đã đi tới đường phố Đế Đô Phồn Hoa. Vì có thẻ khách quý của Túy Tiên Lâu, cho nên Diệp Huyên đi thẳng đến đó luôn, có lợi không biết hưởng là đồ ngốc. Ba người nhanh chóng đi tới đoạn đường phồn hoa nhất ở trung tâm, nơi này có một tòa lầu cao tổng cộng 9 tầng, cực kỳ xa hoa, chính là Túy Tiên Lâu danh tiếng lẫy lừng ở Thanh Châu. Diệp Huyên dẫn Diệp Liên và hai cu ly Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch đi vào, một nữ tử thanh tú đi tới đón, nữ tử cúi chào bọn họ cho hỏi các vị cần gì. Diệp Huyên lấy tấm thẻ khách quý của mình ra, khi nhìn thấy tấm thẻ, sắc mặt nữ tử đột nhiên thay đổi, nàng ta lại cúi chào thật sâu một lần nữa, xin mời khách quý đi theo ta. Bốn người được nữ tử dẫn đến một phòng riêng vô cùng xa hoa, vừa mới ngồi xuống đã có người đưa linh trà tốt nhất đến, sau đó, một ông lão đi vào. Sau khi đi vào, ông lão cúi chào bốn người Diệp Huyên, cuối cùng thì nhìn về phía Diệp Huyên, không biết khách quý xưng hô thế nào. Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nghe thấy hai chữ này, ông lão hơi ngơ ngác, ông ta quan sát Diệp Huyên, sau đó, ông ta chắc chắn người trước mặt chính là Diệp Huyên đang được đồn đái ầm ĩ ở Đế Đô kia. Ông lão hỏi, không biết Diệp công tử có gì dặn dò. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, cho ta 150 cân gạo, 50 con gà, 50 con vịt, 10 con lợn, 10 con trâu, 5 thùng dầu. Tất cả mọi người đang có mặt đều ngây người. Ông lão trước mặt Diệp Huyên cũng trợn mắt há mồm. Mạc Vân Khởi cách đó không xa ngồi vào trong góc, đưa mắt nhìn lên trần nhà, làm như không quen biết Diệp Huyên. Vẻ mặt Bạch Trạch cũng cực kỳ mất tự nhiên. Đến nơi như Túy Tiên Lâu mua những thứ này. Ai từng thấy có người đến Túy Tiên Lâu mua gạo mua dầu chưa? Một lúc lâu sau đó, cuối cùng Diệp Huyên cũng nói xong, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại nói, giảm giá, nhớ giảm giá. Giảm 50%. Ông lão. Thấy vẻ mặt của ông lão, Diệp Huyên hơi nhíu mày, sao hả, các người không bán à? Ông lão cười khổ, Diệp công tử, không phải là bọn ta không bán, mà là bọn ta không có những thứ này. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, người cho ta thẻ nói sau này cần gì cứ đến Túy Tiên Lâu, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, Túy Tiên Lâu đều có thể thỏa mãn, hầy, xem ra người đó khoác lác với ta rồi.
Nghe vậy, sắc mặt ông lão hơi thay đổi, ông ta vội cúi người, Diệp công tử đợi một lát, dù túy tiên lâu của ta không có, nhưng ở bên ngoài có rất nhiều, lão hủ lập tức đi chuẩn bị cho Diệp công tử, xin Diệp công tử đợi một lát. Diệp Huyên gật đầu, vậy làm phiền rồi. Ông lão cúi chào một cái, sau đó xoay người rời đi. Trong phòng riêng chỉ còn lại bốn người Diệp Huyên. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, thẻ của ngươi là thẻ tím, trong rất nhiều thẻ khách quý của túy tiên lâu thì nó chỉ đứng sau thẻ đen thôi, ngươi không đơn giản chút nào. Diệp Huyên cười nói, chỉ là một tấm thẻ mà thôi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, đại ca à, túy tiên lâu có thể nói là nơi sang trọng cao quý nhất đế đô, ngươi đến nơi này mua thịt gạo dầu muối, ngươi thật không kiêng nể chút nào. Diệp Huyên hờ hững nhìn Mạc Vân Khởi, không đến đây mà ra ngoài thì chúng ta đủ tiền mua à? Không đủ thì ngươi bỏ ra sao? Mạc Vân Khởi im lặng. Chẳng mấy chốc, ông lão lại đi vào, cúi chào Diệp Huyên, Diệp công tử, ta đã chuẩn bị tất cả những gì ngài cần, đồng thời để vào trên hai chiếc xe ngựa rồi, còn sắp xếp hạ nhân áp tải giúp ngài nữa. Diệp công tử còn cần gì không? Diệp Huyên chắp tay, cảm ơn. À, tổng cộng bao nhiêu kim tệ vậy? Ông lão cười đáp, coi như tặng miễn phí. Tặng miễn phí. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, hắn lấy một cái túi ra, sau đó để lên bàn trước mặt, trong này có 36 kim tệ, có lẽ là đủ rồi. Tạm biệt. Nói xong, hắn dắt Diệp Liên đi ra ngoài. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi vội đi theo. Ông lão đứng trong phòng riêng cười khổ, vốn dĩ ông muốn Diệp Huyên nợ chút ơn tình nho nhỏ, nhưng rõ ràng là Diệp Huyên không muốn. Sau khi cầm lấy túi tiền, ông lão đi ra ngoài theo. Có hai chiếc xe ngựa đợi trước cổng lớn của túy tiên lâu, trong xe ngựa chất đầy, mà sau lưng xe ngựa còn có ba cái lồng sắt lớn, bên trong nhốt súc vật. May mà túy tiên lâu sắp xếp người giúp, nếu không hắn thật sự không vận chuyển nổi những thứ này. Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, đi thôi. Hai người leo lên xe ngựa, Diệp Huyên cũng dẫn Diệp Liên ngồi vào trong một chiếc xe ngựa khác, cứ thế, một đám người đi về phía xa. Ông lão đứng phía sau mấy người Diệp Huyên nhìn túi tiền trong tay, lắc đầu. Trên đường đi, đương nhiên mấy người Diệp Huyên sẽ thu hút sự chú ý của người khác, vì thật sự mang theo quá nhiều thứ. Diệp Huyên cũng hết cách, học viện Thương Lan cách khu phố của đế đô rất xa, hắn không thể hôm nào cũng đến được, như vậy thật sự quá lãng phí thời gian. Đúng lúc này, đột nhiên có người ngạc nhiên la lên, đó là Diệp Huyên. Diệp Huyên! Sau tiếng la này, người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Nhìn thấy những ánh mắt xung quanh, bản thân Diệp Huyên cũng hơi sửng sốt, mình có tiếng như thế ư. Thật là Diệp Huyên à. Có người nói, hắn chính là tên vô dụng học viện thương mộc kia à, chật chật, học viện thương lan này cũng không để tâm đến thể diện, đồ vô dụng học viện thương mộc không cần mà bọn họ cũng cần. Chẳng trách lại bị học viện thương mộc chèn ép không thở nổi. Nhưng ta nghe nói hình như An Quốc Sĩ rất xem trọng hắn. An Quốc Sĩ cũng có lúc nhìn lầm mà. Nhìn hắn đi, bây giờ chỉ mới khí biến cảnh, ngay cả ngự khí cảnh cũng chưa đạt được, mặt hàng này còn không có tư cách làm việc vặt cho học viện thương mộc ấy chứ. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, những người đó nói chuyện trắng trợn không hề kiêng dè. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.